phá cách mặc đồ trắng đi. Yeah. Chúng em sẽ bạch công tử. Ê, có con mèo đáng yêu không? Con mèo túm và dái tao này. Nhưng mà mày nhìn kiểu trông nó có hơi nhà quê không? Đôi này không, thường thường trẻ, trẻ trung mà. Không, nhưng mà đôi này bình thường người ta sẽ đi tất kiểu tất bàn chân, nhưng người ta đéo đi tất cổ chân như này. Đâu, mình chứ. Ô, vô tách của vô team mình này, thằng nào nhỉ? Cái xăng của nãy giá bao nhiêu không? 42 đồng rồi chị ơi. Sếp ơi, sếp cầm vé à, sếp? Bao nhiêu nhỉ? Vé anh để ở trong kho chung ấy. Nhà to thế. Anh bấm mày. Vào luôn chưa nhỉ? Hay đợi công ty mình nhỉ? Đi đợi đi anh. Đợi công ty mình. Tao mang bia đi thôi chứ tao đéo mang điếu. Có này có lấy không? Hết rồi, còn có một điếu thôi. Sao trông mọi người màu mè thế nhở? Rồi, sao? Chúng mình phải đi đôi giày phát sáng mới đúng. Để em đâu, em dắt chị em đây. Phải màu mè, sếp ơi, phải màu mè. Chúng mày đợi tao tí, tao ra, tao đi đôi giày phát sáng cái chứ. Đây, đợi công ty này. Miu ơi, công ty thay đôi giày phát sáng không Miu? Đi. Anh thay kính đi. Đi thầy ơi. Ủa, cái gì trang trang nhỉ? Chúng mày đến đợi anh ở cổng nha, thấy công ty mình đang ở đấy. Rồi em ơi! Trời xin ơi! Lỗi. Xin lỗi! À, siêu xe! Không phải, thói quen! Mất một cái kính ở trong hèn quá! Nhà sếp ơi! Sao sếp mặc cái quần có con mèo bám vào chim thế này? Trời ơi, sao đôi giày tao nay tao đổi màu xanh trông đẹp lắm mà giờ nó thành màu trắng rồi! Để màu tím không để? Ừ, chào anh. Trời ơi, có ai đi quẩy mã? Ai đi quẩy mã bolo không trời? Có. Nhanh sếp ơi. Ở bên VIP qua bên này sếp ơi. Trái lát nữa mình sẽ kiểm tra lại một lần nữa đấy. Tí mình ngồi đâu anh ơi? Đợi tao tí, bây giờ tao mới vào cửa. Lại nha. Phải thưa mọi người hãy đừng uống hàng tôi nhá. Anh cho sao anh VIP qua. Ờ. Ok, đợi em tí nha. Bất chết mẹ rồi. Chị vậy? Thường. Thằng nhìn. Anh mời vào nghe nhé. Cảm ơn nha. Chị Panda đúng không chị? Ok. Tao cầm một vé mày ơi, về lấy đi. Cứ vào đi. Mời chị Miu. Chào sếp. Sao đéo nghe nhạc nhỉ? Có thằng nghe nhạc không? Ê, em có, em có nghe thấy nhạc. Nãy nghe thấy nhạc mà sao giờ đéo nghe nhạc rồi? Nghe mà nhạc to có trừ đất rồi. Mà nhạc to chị ơi. Ơ? Mọi người. Ok, vô đi. Từ từ đã, sao đéo nghe nhạc nhỉ? Thằng to lắm đi anh ạ. Hay quá, thằng to quá. À đây, nghe được. Đúng không vậy? VIP đi đường nào chứ? Đây VIP, mọi người bên này nè anh ơi. VIP thẳng đỏ, vé thường, vé ngồi. Đi đi, đụng người ta à. Ua, sân khấu đẹp nhờ. VIP rồi đâu nhỉ? VIP đứng đây sao bạn ạ? Vé thường à, ngồi đứng đây anh ơi. VIP đứng đây luôn à? Em nghe là đứng đây thôi anh ơi. VIP đứng đây che ép khán giả sau lưng à? Thôi, ngồi cùng anh em công ty đi. Em đến rồi anh ơi. Nếu mà ngồi là không có được đi xuống lại đâu nhé. Cả là ngồi sợ không đủ chỗ cho mọi người anh ơi. Lu ơi, có được nhảy vào bên trong kia không Lu? Anh ơi, anh ơi, ra chụp cái ảnh đi, ra chụp cái ảnh đi. Được bạn ơi. Ôi bạn à. Ơi cũng đi nghe nhạc à. Làm cái ảnh đây. Đây là chị
ơi, chị ơi, tạo dáng chị ơi, chị ơi, cười lên, cười lên, anh cười lên đi chị ơi. Anh cười lên đi anh ơi. Gì chứ bạn, quay mặt đi kìa. Đây, đây, đúng rồi, rồi, quay mặt qua nhìn chị đi anh. Ok, anh rung quá vậy. Đây. Hả? Trời, hai anh chị thì tình cảm cái. Đấy, được rồi. Tình cảm thôi. Anh em đi, chụp cái ảnh vậy. Nhanh, 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 Huy ơi, mỏi lắm rồi. Chụp xong rồi. Anh chị thì tình cảm ôm nhau cái, ôm nhau cái đi. Rồi rồi, già rồi, anh Huy buồn cười. Cảm ơn anh Huy chọc nhá. Anh ơi, anh thấy ok không? Ok em ơi, ok. Cảm ơn anh nhá. Ai đã râm bồ chai. Làm cái gì? Ông râm bồ tóc trắng này không giống trong mạnh gì vậy? Không giống trong mạnh gì cả. Trông hơi phèn đấy. Đồng thế, đồng thế. Trời ơi, mọi người đứng ngồi đi mọi người, nằm cũng được. Hàng trước ngồi hàng sau đúng rồi. Ừ, đúng rồi, ngồi xuống rồi. Kinh đi ba đi mọi người. Ôi, đẹp ơi. Chị đằng sau rồi, anh ta. Lại gì á. Thằng nào mở cái nhạc nhạy cảm thế nhở? Kinh đi ba. Ờ, tạo dáng đi mọi người, anh bên phải che mặt rồi. Che anh áo áo cam đằng sau rồi kìa, anh anh đéo biết anh ngồi bịt mẹ. Cái gì? Đây em gắt sáp kìa. KNNEL. Trời ơi, anh không có làm chủ được cơ thể của ảnh luôn, khổ thiệt già cả. Già rồi, anh thông cảm anh ơi. Ngồi cũng không ngồi được. Vẫn không được. Trời ơi. Đổi người ngồi đi. Tí nữa em cải thiện lại đấy cho. Chạc hay. Được chưa anh? Được rồi, nghe rồi. Chạc hay. Có tắp like rồi anh ơi. Anh ơi. Để không quá mày ơi. Cho em bạch. Sắp đến giờ rồi mọi người ơi. Hết nhạc nhá. Hết giờ order nhạc nhá. Đến giờ diễn rồi. Đến giờ diễn mọi người về chỉ giúp ngay nhá. Cái này ngồi đằng sau khéo không nhìn gì ý. Phải có ống nhòm đúng rồi, em mang ống nhòm theo may quá. Ủa, chúng mày làm lon bia vào thấy mẹ mày mọi thứ giống đang ở đĩa bay vãi lìn. Xem lon bia tết. Đâu xem chị lon bia. Em có lon bia không này? Chị có 7 chai này. Xếp ơi, em có giấy đi cắm này xếp ơi. À, thôi, tao uống bia rồi, Ok, cậu uống bia rồi. Alo. Ai mấy thơ thì em mời mọi người lên chặt ghế ạ. Lên đi mọi người ơi. Để chắn là mọi người ổn định chỗ ngồi sau rồi. À, mình vé thơ ngồi sau. Chúng mày ngồi đâu tí gọi tao nhé, tao sang sau ngồi chúng mày nhé. Nghe. Ngồi học sau này. Bộ này Benka dealer ở anh. Nhìn lâu ai? Quăng nước ra hết nước rồi. Thằng Novi nó mặc cái gì anh ạ? Ai uống lon bia say quá, mày đã tỉnh này. Bực quá ấy. Giống như kiểu là nó đang phẫu thuật xong rồi nó chạy ra đây nghe nhạc đấy. Cái gì ấy? Mang mổ chị á. Sinh ra là người Tây. Cay quá. Nhà đi chú ơi. Đưa vào em. Chơi. Đây chú ơi. Để tí vào nhà anh ơi. Hai bên sửa cái VIP anh ơi. À, có ai thấy ông Tèo đây không nhỉ? Thằng Tèo đâu nhỉ? Sao lưng mình nghe? Mới. Tèo ơi.
Eo. Ok, và để bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu cùng với một set nhạc rất là cháy đến từ anh Bán Biết Lẻ nha mọi người. Ổn định chỗ ngồi, đợi đợi đợi, ổn định chỗ ngồi đi. Lò le ơi. Gì đây lò le? Lên đây. Lâu rồi mới gặp ý. Sao? Này nghe nhạc cho nha các bạn nhá. Này nghe nhạc của Trịnh nha. Giấy thường này vô trong ghế ngồi giùm cho. Không có ngồi ngồi. Trời ơi, trời ơi. Bị trẻ. Bạn ơi, giấy thường vô ghế ngồi giùm mình nha. Bạn ơi. Rồi. Bạn ơi. Ê. Bạn ơi, giấy thường vô ghế ngồi giùm mình nha. Anh ngồi. Ôi. Anh nhìn từ thứ bảy xem có mấy khác kìa. Đâu? Đi vô trong đây bạn ơi. Được, cho vào đi. Ok, bảo anh Tèo cho vào nhé. Kè VIP mà ngồi cái đi xem lậu ấy nhỉ. Ôi, ngồi xuống em ơi, anh trai ơi. Nhiệt lắm mọi người ơi, nhiệt lắm mọi người ơi. Đừng ngồi nữa, nhảy đi. Nhảy đi mọi người ơi, đừng nhảy, đừng ngồi nữa. Đúng ra cái sân khấu rộng như này chúng nó nên để mẹ hết tất cả khán giả dồn lên trên ấy, thì nó mới đông được. Không nhà trong nó bị vắng. Ôi, anh em lên đây. Hai bạn ý vào đi, cho hai bạn ý vào. Hôm đó con đuôi nhựa ở trên kia là ở đâu vậy? Quay vậy? Mấy cụ đuôi nhựa. Mắc luôn á. Mắc luôn á. Tí nữa đi, để tí nữa đi, bây giờ thì không kịp. To lắm á. Mọi chỉ cho lại chỉnh cho. Quẩy lên anh em ơi. Lên sân khấu một chút nhá, mọi người tiến gần lên sân khấu được nhá. Mọi người tiến gần lên sân khấu đi ạ. Lên sân khấu nhảy anh em ơi. Mọi người tiến gần lên sân khấu đi ạ. Đi đâu? Yeah, you know boy, mình còn represent South Side. Chúng ta đã đại. Ướt quanh hiểu, ướt quanh hiểu. Mọi người mang mình chia hai, biết thích thép với tim mãi. Fucking with the boy, mình còn. Fucking with the boy, mình còn. Boy mình con một lần là mất lựa chọn vì biết tim đâu ra. Boy mình con, em tim đâu ra. Boy mình con, tim đâu ra. Boy mình con, em anh nên muốn có thằng mình con. Nó nhẹ nhẹ, lớn ở phương Tây nhưng vẫn nhớ tiếng mình trẻ. Không chấm thì số lượng là 90. Có một thạc sĩ nhưng mình sắp có 90. Cái này sáng quá chẳng như cái gì. Say movie, chú chỉ lớn như phần kịch đầu tiên. Đầu tiếng đa tài, tiêu thị phí. So I can give a fuck ở ngoài kia họ chỉ nghĩ. Vì có thằng ông già đem nó qua đây từng ngõ. Cái ngày tiền đã phi trường, nó đã cấp là thẻ lương. Mong người Việt chạy trong như nó quá đỏ. Nó quá khó để nó bỏ được quê hương. Nó xấu không, yeah boy, I'm self-made. Tụi nó nghĩ như copy, đó là self-hate. Có buổi hẹn với thức tập cho mình ok. Cause I never gonna suck until they kill me. Người đang nhảy đây nhưng mà không có mỗi. Anh đâu cũng nói gì dài dòng nè. Em kết thôi, em sẽ hài lòng vì quan điểm có thể thay đổi. Ok á. Ok á. Gãy cảnh nha, gãy cảnh. Gãy lên, gãy. Ờ, vẫn có nhạc mà anh? Vẫn nghe nhạc mà anh? Vẫn nghe nhạc mà. Ủa, nghe nhạc mà. Không nghe. Gãy cảnh rồi. Vẫn nghe bình mà. Em cũng nghe mà. Gãy rồi. Gãy rồi. Có gì đâu mà trái anh. Fuck the boy mì con. Không nghe đâu mà trái. Thật hay khó. Thật hay khó. Vẫn là mì con. Đeo. Dù em đẹp ấm ngục ngon baby. Sao mày có thể get die mà.
mama nước cả thằng con hợp biết tay. Yeah, you know it's boy mày con represent Southside to the day that I die, yeah. Fuck you with the boy mày con, đến ngày mai mình chia hai, biết tình thế phải tìm mai giờ. Fuck you with the boy mày con, yeah. Fuck you with the boy mày con. Fuck you with the boy mày con, một lần là mất còn lựa chọn vì biết tìm đâu ra. Yeah, you know it's boy mày con, represent Southside to the day that I die, yeah. Fuck you with the boy mày con, đến ngày mai mình chia hai, biết tình thế phải tìm mai giờ. Fuck you with the boy mày con, yeah. Fuck you with the boy mày con. Boy mày con một lần là mất còn lựa chọn thì đi tìm đâu ra. Boy mày con thì anh tìm đâu ra. Boy mày con tìm đâu ra. Boy mày con tìm anh nên muốn có thằng mày con. Fuck you with the boy mày con. Boy boy mày con. Boy mày con. Boy boy mày con. Boy mày con. Boy boy mày con. Boy mày con. Boy boy mày. Fuck you with the boy mày con. Boy boy mày con. 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 Anh đang sáng phía trên màn hình, 2 giờ đêm vẫn còn lung linh, quen chiều khuya như là bạn mình. Hôm nay bị rất là đập rung rinh ngay bên loa, đêm mình thêm say thêm ca, chỉ cần anh em ngay bên ta. Em vẫn cày cuốc hăng say như ngày trước, dù không biết sau này họ sẽ nhớ đến hay quên ta. Nhớ khi xưa như ngày đói, khi mà được duy nhất là những lời cười khen. Giờ còn hơn ông thầy bói vì mỗi người ta đều có hàng vạn nghìn người xem. Bốn bề đều là những người anh và người em. Cập nhà mỗi đêm ở trong kênh chat nhỏ. Chấm đỏ tắt vào lúc mặt trời lên, nhưng đam mê không ngủ quên trong căn gác nhỏ. Ngày, từ ngày con đêm, từ đêm. Mọi người cùng hát nào. Qua đêm, we stay with love. Từ đêm qua tôi nhớ cứ trôi qua ngày. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Giờ nó nhảy rồi, quần đi, quần đi. Nâng chén đi mọi người ơi. Hai đổi ta từ trắng đến với bầu đêm, lời động viên đó thì làm sao quên. Nơi nhiều mắt đắm mi từ sang bên, vươn qua góc tối mắt trời đang lên. Có những lời tin có phải lời tình, có những lời yêu thế là lời điều. Ta không cần khoe có còn nhiều lời, thôi không cần kể ta cứ chiều đời. Làm cái nghề này 10 ngày, dài cứ như là 10 năm. Làm cái nghề này 10 ngày. Họ nói rằng tôi là người chăm, chăm vợ chăm con chăm làm 100% mỗi khi nâng chén, chăm on cho vài trăm ngàn anh cái em. Lâu lâu lại nghe tôi chém, không ồn ào không ầm ĩ, dân ông Lào nhưng mà sống sơ Mỹ. Miễn là được chơi cùng đúng đệ thì thôi, nó cứ phải gọi là hợp lý. Missing game make on the bay, điều tôi muốn nói không có gì đâu, chỉ có tình yêu dành cho đồng tộc và khóa ép một mấy thằng trẻ châu ok. Okay, nằm học xem phim cú lên một tiếng cả team chơi cùng đêm đêm anh lại tiếng cùng âm thanh ánh sáng đã bùng lên chưa đồng này vẫn giống độ xưa nói là nó không nghe chưa có tiền. Ê 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 mẹ nó con trai cưng của mẹ thích cắn kẹo hít ke con nghe gọi con tay à mẹ nói là nó không nghe con trai cưng của mẹ ngồi bị căng một chuyện hơn 20 tuổi đầu nhưng khi ở nhà vẫn là em bé nó là con trai cưng của mẹ nó con trai cưng của mẹ nó con trai cưng chưa bao giờ nhấc ngón tay từ khi ba đẻ nó con trai cưng của mẹ nó con trai cưng của mẹ nó ở ngoài kia phong ba bão tố bay đeo luôn có
đầu gấu, rất là tự hào nắm đấm có màu máu. Tức thể để giữ thể diện rồi lại bất ngờ khi ôm cái đầu máu. Rồi ai sẽ phải xin lỗi từng nhà? Con với thằng bạn mày nó có đứng ra để có ai thăm mà con chỉ biết chơi trong cái tay chân tay chân đầu. Tay chân đầu. Chịu phải đủ lớn để học, phải đủ lớn để hiểu. Đồng sức chia tay cả xin tiền thì phải được tự trọng, không dùng tiền đó mua sĩ diện. Hãy để tâm hồn là thánh đường ấy, đừng biến nó thành cái sở thú. Để bao nhiêu bạn bè hay bao nhiêu vật chất thì cuộc đời của mày nó cũng sẽ không bao giờ đủ. Con trai cưng của mẹ, thích cắn kẹo lúc kia. Bạn bè gọi có mặt riêng ba mẹ nói là nó không nghe. Con trai cưng của mẹ, đổi kiểu lắng lại nè, lắng lại nè. Chậm mọi người, chậm. Đen slow nè. Dùng đấy nhá, có cam dùng cam, có xài dùng xài. Đen slow hai mọi người ơi. Đến đi em chị ơi. Rốt đến tràn ly, anh chìm đắm trong men cay đắng. Nồng khóc chát làn mi, uống cùng anh cho đêm này say chát ngát sâu đậm đắm. Những đam mê ta kiếm tìm màu mắt xanh người lạc giữa mây. Cuốn. Chúng ta sẽ cảm ơn
ngày hôm nay đã cháy hết cái show ngày hôm nay được không ạ? Bây giờ để tiếp theo chương trình chúng ta sẽ đến với lại cây sen Nguyễn Văn Giang á nè. Mời các chàng trai bên tay đây. Không phải, tôi vừa mới làm lâm đi và xong thì nó bắt đầu quay ra màn giới thiệu nhà tài trợ cây bên này. À đây rồi. À, sau đây sẽ bài hát mang tên là Khó Ngủ dành cho những người khó ngủ. Ôi, let's go. Hey, hey. Khó ngủ. Không may em buông tay rời xa trong chút đắng ai đấy nhở? Call me Casey Ray. Khó ngủ. Anh thao thức lúc 3 giờ sáng, đêm đen đường dọi sáng vắng em. Thói chân đang ấm sau chiếc chân mềm. Khoa vội vàng vặn quá đồ xăng thêm và đã mấy tuần nay đôi mắt khó ngủ. Người thương vài con trả lại nhớ anh có đủ nhưng số em lại là cái số phú tin chưa có chủ nhưng em vẫn cố thủ. Nhạc cổ vũ đêm đêm anh nghe, hát với thân nằm khóc sương đêm anh che. Phố trên từng con phố cô đơn đầm đìa, ôi sao buồn ghê nên vì lên đây là thành. Xé nhỏ trái tim ra thành từng mảnh. Bé nhỏ nhưng em đâu có sợ lạnh, vẫn lạnh lẽo mà sắt đá như cái lúc mà anh đến. Nên bây giờ bơ vơ anh làm thơ với mai. Good night to me and good day to you. Là một đêm qua đi nhưng anh đâu thể nào ngủ. Ngồi cạnh bên cửa sổ viết về thứ đã cũ. Thứ cô đơn lạ thường đều về lá vòng mùa thu. Good night to me and good day to you. Là một đêm qua đi nhưng anh đâu thể nào ngủ. Ngồi cạnh bên cửa sổ viết về thứ đã cũ. Thứ cô đơn lạ thường đều về lá vòng mùa thu. Mặt trời lại lên thôi thôi ta đi về với màn đêm. Mong từ cùng ta bước dựa vào cỏ đi trước. Gọi thêm chung chăn ra để bầu bạn thêm. Oh good night to me. Oh cái gì đâu, thấy anh nhậu nhiều quá em cộng lại. Let's go, good day to you. Oh oh yeah, way holla holla. Ok, let's go, để bài hát thứ hai Maybe One Night. Hy vọng mọi người sẽ thích nó. Let's get it. Let's get it, let's get it. Say hey, 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 hey. Say ho, let's ho, say ho, 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 dần mà trong những cơn mơ anh không kể dòng sâu nào còn vương trên mi em chẳng lối về cuộc tình nào bằng tình ta da 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 nàng vụt qua khẽ bình cười rồi lại xa yeah chưa cất tay anh chẳng mang bao tâm tư được ghi trên giấy tim em bao la cho tim anh sợ em không lấy với điều còn lại sau những câu thơ là chuyện tình một cho gã che mơ là nhiều ngày dài đôi mắt bâng khuâng tìm mặt một người trong những cơn mơ yeah tell me upside down girl I don't know girl I can be a man let you cry my shoulder never let you go the way girl just stay by my side never ever fade away unless I never say bye baby girl don't be shy just stay fly without makeup let's get leap in the sky there's someone to make up baby girl just run away by the song good in the day I'll be here to keep it safe but you can see the captain playing yeah 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 Shout out, be sure for that beat. Get me on this plane. Đưa anh bay khỏi đây. Con tim đang đục cháy. Khi tay nó không cầm tay. Không cầm tay. Get me on this plane. Đưa anh bay khỏi đây. Con tim đang đục cháy. Khi tay nó không cầm tay. Không cầm tay. Dây không may nhọc may như em ở đâu anh cầu dây khi sợ câu nhưng em được thêm muốn như là mây trong một giây bay vụt cao lên cô tìm mây như em ở đâu trong vòng xoay anh ở đây don't wanna fade I feel that everything everything kỷ niệm tìm về nào every day everywhere I feel the lost in on the way on the way damn I miss you babe so get me out of space you get me out of space đưa anh bay khỏi đây. Con tim đang đục cháy. Khi tay đã không cầm tay. Tay. Đưa anh bay khỏi đây. Bay khỏi đây. Yeah, con tim đang đục cháy. Khi tay đã không cầm tay. So crazy with your one hand nhưng đâu còn này những nụ hôn sau suốt cả đêm thao tan vào trong nhau nào như còn này bao mình nhâm vang
mùi hương còn lưng cắm nơi trong phòng là ngước nhìn sao băng ở đâu quạnh hương quạnh như trong lòng. I feel that everything, everything kỷ niệm tìm về nào every day, everywhere. I feel it lost in on the way, on the way. Damn I miss you babe, so get me out of space. You get me out of space. Tim đang đốt cháy, young flame. Khi tay đã không cầm tay, yeah, không cầm tay. Get me out of space. Đưa anh bay khỏi đây, far away. Con tim đang đốt cháy, young flame. Khi tay đã không cầm tay, không cầm tay, yeah, yeah. Yeah, và hy vọng mọi người sẽ có một buổi tối tuyệt vời. Let's get it. Let's get it. Yeah. 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 Và sau đó trong game nào, let's get it. Bây giờ là 4:20, sau đây sẽ là giáng an nạn nha mọi người ạ. Ok anh ơi. Nam, các bạn cùng lên án đây. Nam, cần lấy thêm nè. Làm nóng sân khấu một tí thì Nam cũng có nám đây. Chắp đi nhỉ. Đúng rồi, chắp lên, chắp lên. Lại chop đi anh ơi, lại chop đi. Lại cái phẩy, lắm cái phẩy lề. Bắt đầu nhá. Yeah, yeah, yeah. Lập game số ký. Yeah. Anh và Mai thì đang grill theo video niềng răng. Vẫn thích là mấy chuyện vượt qua tiếng Nam. Phát tự tìm nơi chứ không được dừng ở điểm Nam. Vẫn diệt lạnh như kiểu trong đội tuyển fan. Hút anh gọi đây là nhạc kiểu căng. Đốt hết show rồi mời anh trả tiền sang. H-Town City Young, Woody Young. Tụi mình còn này bơi một cam mật ở dưới biển băng. Anh và Mai thì đang grill theo video niềng răng. Vẫn thích là mọi thứ vượt qua tiềm năng. Ai có thêm nữa chứ không được dừng ở điểm năm. Vẫn viết lách như kiểu trong đội tuyển văn. Hút anh gọi đây là nhạc kiểu căng. Đốt hết show xong rồi anh trả tiền sang. H-Town City Young, Woody Young. Tụi mình bọn này bơi cá mập ở dưới biển băng. Quản lý chỗ tiêu xong rồi anh lại on stay. Lấy cầm mic xong bây giờ về cầm tiền trong tay. Every day đều như Sunday. Làm mình như là Monday. Rồi bàn xong xoay. Vẫn cứ thức dậy và nấu ăn hàng ngày. Có một kho nhạc hay lâu lâu đang phây. Anh ta nói that's only one way. Xe nào mấy thằng hay để cho anh chung nó vào đây xong xoay. Thì giờ tôi mới nghe của tôi mới tao trở lại làm bài nhạc tập cỡ cho mấy thằng cu con bất thờ dài. Mày phải đứng đằng xa kia xem anh em mới tao trổ tài. Tao chỉ cố gắng là tuần hay tôi con bóng phai thì lại độ tài. Rộp thêm nhiều lá thì còn vẽ ra thêm nhiều màu. Trên cổ toàn là đá mong anh em mà ta để giàu. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua nhưng đừng đau vào những chuyện sầu. Để dòng chữ này vượt qua mai rap như cách của tao nguyện cầu. Hiện tại anh và mai anh thích đã grill thay vì đeo niềng răng. Vẫn thích là mọi thứ vượt qua tiềm năng. Anh phát có thêm nữa chứ không được dừng ở điểm năm. Anh vẫn viết lách like như cả trong đội tuyển văn. Hút anh gọi đây là nhạc kiểu căng. Đốt hết show xong rồi anh trả tiền sang. H-Town City Young, Woody Young. Tôi mới gọi này bờ cá mập ở dưới biển băng. Anh là Mai, tên là Green, tên video niềng răng. Vẫn tức là mọi thứ vượt qua tiềm năng. Phải có thêm nữa chứ không được dừng ở điểm năm. Anh vẫn viết lách like này ở trong đội tuyển khoan. Hút anh gọi đây là nhạc kiểu căng. Đốt hết show xong rồi anh trả tiền sang. H-Town City Young, Woody Young. Tôi mới gọi này bờ cá mập ở dưới biển băng. Woody on my, cùng với Tommy Tèo. Bắc Nam kết nối, giữa tao luôn ngang kèo. Cứ biết sức làm gì khi phần câu tao mang theo. Đúng vậy thưa ngài, đây là Mr. Wang Tèo. Vừa chạy lấy nước cái các bạn hết nước. Tao đang ở trong phòng thu, đừng có phá tao nha. Oh my gang như một tá AK. Nhưng cái thằng tao ra ngoài kia mà không hề biết đâu ra. Tự hỏi tại sao tao còn đây này. Phùng tuyết tao đáng tao còn say này. Chop chop SM như là KK. Chop chop nhạc căng cho mày bay bay. Vè vè thổi thổi cho nó ngay ngay. Tàu loạn low key không có lung lay. Làm nhạc ra bài là tao tung bay. Không biết chờ bắt đầu ngay trong hôm nay. Đưa cho tao dự án khi mặt trời dần sáng. Thì mọi thứ đã xong. Xuôi tao không như tụi nó lao động như bầy chó. Ở bên dưới âm ti nó cong. Đuối chế độ hay ở beat và luôn luôn cần thiết. Chứ không phải cần viết thì không. Vui dù tao luôn là thế vẫn cứ đi từng bước. Anh sang ngay đằng trước tao không luôn ok. Game cũ các là homie. Nếu bấm thích anh em mình gom bi. Lý do khiến tao đang nghĩ là tụi nó muốn công kích cái Tommy. Muốn qua tao mày quên đi. Vì chuyện đó chỉ là xuất hiện trên Disney. Lái con trong mình thấy kỳ. Khi tao bước tới hay đâu nó crazy. Ê mày quá ngay. Quay mở đất đúng quá đây. Lái chắc kiểu này thì lái lên trật thang mất thôi. Chuyện lớn rồi. Tommy hold on, shout out to Tommy Tèo. Make some motherfucking noise, Mississippi. Make some noise. Match. Okay. Sao mà fucking noise mọi người cảm thấy sao rồi ạ? Cảm thấy sao rồi nhờ? Cháy rồi.
như Quang ơi. Các bạn cảm thấy như thế nào rồi? Lưng 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 của DJ Khiền Con nha mọi người, cho một tràng pháo tay nha. Và mọi người nhớ ăn uống nha mọi người nha. Make some noise. Woo, Khiền Con, Khiền Con. Khiền Con là ai nhờ? Chú Bảy lớn ơi. Đừng làm lần làm nè. Có luôn hả, có trò chơi bất ngờ luôn. Làm phi nhá. Em cho anh ngẩn ngơ cứ mỗi đêm về. Trời lại say trong men si tình chẳng ngủ mê. Anh chà chà. Em đưa anh vào sâu trong chốn thiên đàng. Chung trần con sự kiện. Tình giấc cơn mơ yêu đương này vụt tan. Rượu đâu nhỉ, rượu đâu nhỉ, cho em xin ít được. Như bước ra từ có người xin rượu à, mẹ ơi. Em cho ai say đắm giữa chiếc bao. Đây đây đây. Nhặt vội nhanh hoa, cài lên tóc mấy em e ngại. Anh đâm đầu theo bước chẳng mang đúng hay sai. Ôi ông em chưa son tay em che lại, mà làm bao chàng trai vì em buông lời ca. Chưa gặp ai như anh nên em e ngại. Từ gần anh rồi em sẽ không muốn rời xa. Chưa gặp mặt anh đã thích mê bên thềm bên hát của anh được bảo là thích đê. Cái tiếng xuân ơn nó sẽ khác cho fan. Anh muốn hát cho em đợi anh là một bộ phim chỉ phát cho em. Không phải đại gia hàng hiệu tiền đầy tiền gói nhưng không bao giờ phải dùng đồ của chung. Sẽ phải trải qua hàng triệu những lý do những thầy bói toán anh là bồ của hương. Hay quá. Màu tối và nghe bài này chục lần mất. Trên màn hình 2 giờ đêm vẫn còn lung linh. Quen chỉ khuyện như là bạn mình. Sao nó cứ bị đắp bối nhỉ? Ngay bên loa, đêm này thêm say thêm ca. Chỉ cần anh em ngay bên ta. Ngay bên loa, đêm này thêm say thêm ca. Dù có sống em học xe như đêm này quên ta. Nhớ khi xưa những ngày đó, khi mà em duy nhất là những lời cười khen. Giờ còn hơn không thầy bói gì, mỗi bên ta được có một vạn người xem. Mỗi về đều là những người anh và người em. Nhà mỗi đêm trong kênh chat nhỏ. Chấm đỏ tắt vào lúc mà trời lên. Nhưng đang không được quên được trong cơn gác nhỏ. Ngày từ ngày qua đêm, từ đêm qua tôi cứ trôi qua. Ngồi một mình nơi đây giờ gần quan anh em. Dù ở phương xa cũng như một nhà. From me say with love. Ui. Yeah, 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 yeah. Okay, okay, okay. Ừ, dùng nhạc này nhảy kiểu qua dừng học. Vô đó, vô đó. Em thích nhạc này nhỉ? Nè, cái liệu của ngọn nè. Cái này để đêm mai họp từ team tôi phải ngồi nghe lại đi, tôi mới biết được là bị thiếu như thế nào. Ừ, thì tôi mới sửa được các bạn ạ. Ôi, gãy cánh rồi, gãy cánh rồi. Sau đây người một cái cặp đôi ngon dài nhất cái thành phố này. Wow. Anh Tiến Phúc Việt và Martin Cải là một trang pháo tay mọi người. Ây yo, Martin Cải xin kính chào đại gia đình. Yo, chào anh Cải đó. Nè anh ơi. Lên nhạc anh em ơi. Bây nào. Một có, một có. Cô cô là lên tên nông cho số số. Cô cho mang khô trang thành trào lô. Cô đã tắt chế độ nổ mô. Vậy là giăng môi khi cô bật khô. Cô lại lên tên nông cho số số. Cô cho mang khô trang thành trào lô. Cô đã tắt
không ai nói đi một hai ba say chán quá anh đang bước tụ tập cà phê quán xá lấy bên không sợ cũng sai nắp phạt nờ lấy cái vai hợp nhạc và ta chờ đợi sự tự do với sức chịu của lạc đà kiểu xích chân cái tay yếu giật vai sồi thắp lửa cho ý chí cháy hơi lâu để lại rồi tầm quan trọng luôn nhiều hơn mình nghĩ một hoạt động giải trí lại đi vào đình chỉ coco có đang lên tiếng đông cho số số bà ơi bà nghe giọng quen không bà ơi có bà đang nghe nè thì không muốn bị Covid một lần nào buồn vì xưa khuya anh em ngồi lấy chai bia ngày nay nhậu online sau đó mình lên GTA gì mùa Covid khi nào ngừng đây chỉ muốn cùng anh em lên sân khấu này tung bay ở nhà thì cũng hay nhưng mà nhiều quá cũng bung dây bật nhạc và viết rồi từ từ tụi mình tung bay đọc sách rồi Netflix nhiều việc tạm ngưng chưa biết khi nào tiếp đam mê thôi thúc nó không muốn bị ngủ thiếp lời đi đâu một góc đặt cho mỗi tay ấm tay hôm an toàn để mau nè Wow, 93 người đang xem quá show này. Ông phết đấy chứ. Hay quá anh Tiến ơi. Đây là một bài hát tiếp theo. Mình sẽ cùng song ca với anh Tiến Công Bẹp. Xin mời anh Tiến Công Bẹp lên sân khấu đi ạ. Thôi ông Trần ơi, thôi ông Trần ơi. Đâu rồi? Bài tiếp theo luôn đúng không? Cho mình hỏi ở đây có bạn nữ nào tên Thấm không ạ? Ai tên Thấm giơ tay lên cho mình. Thấm. Đây đây đây, Thấm đây. Em tên Thấm rồi, em tên Thấm nè. Em tên Thấm nè. Đâu có, anh Tiến hỏi ai tên Thấm mà. Tờ cảnh sát có anh Thâm đây. Cô Thắm ơi, cô Thắm. Cô Thắm ơi. Cô Thắm nghe nè. Tôi nói cái này nè. Người miền Tây của tôi thà chết khác lắm. Tôi thương thì tôi nói tôi thương. Bởi vậy tôi nói cô ơi cô đừng đi lấy chồng. Về Tây Đô bên dòng sông tôi ngồi hát cô nghe nói trời ơi cô đừng đi lấy chồng. Để hai thằng cô lấy cây bông. Anh ngâm nga vài câu hò lý cây bông. Anh hò cho một cô em gái đang chải tóc bên sông. Anh cùng sống với mái chèo đâu có đất mênh mông. Chỉ cần em còn ngồi chải tóc anh huyết ở mãi bên sông. Nà ơi hò là hò ơi. Trong đầm gì đẹp bằng sen. Quê mình ai đẹp bằng em. Em xinh đẹp không cần bằng khen. Mới tí tuổi mà đã biết thề. Gọi bồ kết nên tóc em đen. Dáng dịu dàng và đoan trang. Đừng vội về nhà chi sớm em ơi. Khoan bông trắng và bông xanh nè. Cho anh nhà quê hỏi em còn độc thân hay chăng. Đặng anh biết còn chờ ngày cùng đun cơm thổi lửa ăn chung một mâm cơm hò cho em nghe mỗi bữa hai đứa gặp là duyên ghé anh niệm rồi nghiêng em nở nụ cười duyên vậy là em thích anh là sền anh biết anh không nhiều tiền nhưng mà tiền không phải là quyền anh có quyền thương quyền nhớ quyền viết cho em bài thơ okay. Em gái đừng vội làm ngơ khi ghé anh chỉ chợ lúa okay. Biết đâu anh thành tỷ phú khi lúa thóc anh trúng mùa chỉ cần ta còn bên nhau và cùng chung một cơn mơ chứ đừng bến bồi bên lỡ cho anh lỡ hoài mong anh chờ là tôi biết là nhìn thấy đẹp tôi nói thiệt đó cô ơi hắm cô xuống chơi từ phố mới mấy thằng nhỏ trong là ba bác năm tìm chỗ đợi chờ có thằng nào tốt đem miếng cầu rồi vô chơi còn biết là số tư xui da thì đen mà chân thì phè nhiều lúc muốn tôi để ý nhưng ngậm bồ hòn không dám vì thẹn mời cầu khỉ còn đông đưa tình của anh còn bán chiếu trăng chỉ còn một nửa khi thằng hai lúa tôi đang yêu mà lý nàng ơi cho kiều vàng anh đưa đón em về nhà anh làm vợ rồi hát anh nghe bài ru con để anh dạy em văn câu cho em nghe bài dì dầu trước sân có cây khế ngọt đó quê mình thương còn bỏ đi đâu nhà em dù mấy sông mấy đều anh cũng lội chờ cho pháo nổ ra riêng mình chung đôi anh
thì mậu thân, còn em dần thì đúng rồi. Ông Mai nói tụi mình hợp nên em theo anh thì trúng môi. Tôi ơi cô đừng đi lấy chồng, về Tây Đô bên dòng sông tôi ngồi hát cô nghe nói. Trời ơi cô đừng đi lấy chồng, để thằng bồ cô liên đới nha. Everybody say vô ta đây. Em yêu anh Tiến ơi. Bài ba chưa, bài ba chưa. Tiến ơi, là hỏi bài đặc biệt. Cho dàn cảnh sát lên luôn. Đó. Chạy anh ơi, chạy anh ơi. Ai 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 vô anh đi mà hỏi ở đây coi. 500 anh em của thành phố MC đã sẵn sàng chạy hết mình cùng mắt tin cậy và tiếng không bịp chưa ạ? Các người nghiêm chỉnh để cùng đến với một bài hát. Khám nghe dòng quân sự, người giấy báo mời một sớm đủ tội là khám nghe dòng quân sự. Học được dốt mà sức khỏe tốt là xác định. Khám nghe dòng quân sự, dọn hành lý như tự thành ý chào dòng. Khám nghe dòng quân sự, ai mà giúp được rất là câu như ân nhân. Keng ta đang keng keng ta đang keng keng, dạy sếp mừng sếp mình. Keng ta đang keng keng ta đang keng keng, muốn mang dòng tập hợp. Keng ta đang keng keng ta đang keng keng, chi đội hai quốc hơn. Keng ta đang keng keng ta đang keng keng, giải tán tấm rồi anh cơ. Ngoài kia hung hăng lầm lè nhè nành đêm đêm suy tính để trong này cho anh em ta ra tay xung phong đi lính. Không cần ngần ngại chi. Nguyên tìm phe công lý, đồng phục áo rằng ri. Chúng tôi là chiến sĩ. Gửi giấy báo, homie tao vừa mới thử lấy máu. Sức khỏe tốt đạt 10 trên 10 là hàng tỷ 5 sao ở trong hàng trăm người. Nguyên tìm được huấn luyện đặc biệt, tập trận và ném lưu đạn thiệt. Vũ trang đầy đủ nhìn là bao ngầu. 3 tháng quân chưa có làn da nâu. Em sẽ tăng huyết áp khi mình tìm anh đến bằng xe tăng thiết giáp. AK trên tay, huân chương trên vai. Vừa đủ 18 đi liền 20 on my. Anh em hăng hái lên đời party all night. Khám nghĩa dòng quân sự, gửi giấy báo mời nguyện một sớm đủ tuổi là khám nghĩa dòng quân sự. Học được dốt mà sức khỏe tốt là xác định. Khám nghĩa dòng quân sự, dọn hành lý hay tự thành ý vào trong quân. Khám nghĩa dòng quân sự, ai mà giúp được rất là câu như ân nhân. Mọi người thấy sao ạ? Quá chạy quá chạy quá đỉnh quá đỉnh luôn. Và sau đây là tiết mục bắn chỉ thiên. Chơi đi anh ơi. Có bắn chỉ thiên luôn hả? Bắn súng kìa anh em ơi. Cho ngọn mượn cây súng đi cướp đây công an ơi. Căng anh. Mọi người thấy đủ đông chưa? Gia đình mình thấy cháy chưa ạ? Cho ngọn mượn cây súng đi. Cháy anh ơi, cháy anh ơi. Cháy thêm nữa rồi. Chú Bảy ơi, vui thôi, đừng vui quá chú Bảy ơi. Anh đi chạy cho em 500 nhạc đi. Lên đây lại em ơi. Anh sao đấy? Theo anh thì xác định ba mẹ em lộ vốn. Tao feel bạch giang hồ chứ không tìm chỗ trốn. Cái tuổi vừa kịp để trưởng thành ai. Mém xíu thì anh cũng đổ đốn hơn là
lờ, không có sao. Miễn là ngày ngày công vụ mình rối ta có nhau. Mới cảm xúc mà cả hai cùng ngấu nghiến. Đâu có sâu thì tâm mới chẳng còn gì để giấu giếm. Mời anh vào tim em đi đi nó. Anh nghe người ta đơn con đây đã bằng giấc. Lại tốt, nếu một ngày cửa sổ tâm hồn em đóng lại. Anh sẽ xách cây hàng qua cả chút. Mary Jane Ron Lynn on fire. Chuyên tay qua cho em pop pop pass. Shawty stand up và xoay lưng cho anh hứng đến pop pop pass. Dầu phút thức đôi nái kỳ hôm nay lại hút nhiều THC. Outfit ở bên mình kỳ lòng nghe đi luôn. Dòng wow and free 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 free. Ta không quan tâm thì free gì ly kỳ đi. Tiền là thứ phương tiện giao thông không cần nhiều. Có khi cần tiêu, hiểu kiểu khác và thấy Sài Gòn City easy yeah. Mary Jane Ron Lynn on fire. Chuyên tay qua cho em pop pop pass. Shawty stand up và xoay lưng cho anh hứng đến pop pop pass. Mary Jane Ron Lynn on fire. Chuyên tay qua cho em pop pop pass, pass. Shawty stand up và xoay mông chờ anh hứng đến pop pop pass, pass. Oh my baby đây là hot shit. Em là lò vi sống vì em đang phát kiếm lip lip. Mary Jane Ron Lynn on fire. Chuyên tay qua cho em pop pop pass, pass. Vì anh mà em vẫn luôn những lời má dài. Sự tự cao trong em đã bị anh phá hoại. Bye.
làm chi cho phóng tai. Ấy, đến khi ta nhìn lại đời như chẳng ai hơn. Em mang ta lọc lừa thì ta đành phóng tay trên. Chẳng phải lo đâu em không sao vì anh đây trai Việt Nam. Chẳng phải lo đâu em không sao vì anh đây trai Việt Nam. Chẳng phải lo đâu em không sao vì anh đây trai Việt Nam. Chẳng phải lo đâu em không sao vì anh đây trai Việt Nam. Ồ, ca sĩ xuống với mọi người luôn ạ. Ca sĩ té rồi. Ký cho con, ca sĩ cho con mọi người ơi. Đây, leo lên con xe hơi, vượt biên giới, giới mưa bên đây đang rơi. Alo em chờ anh tới, sẵn em nói thằng già nằm cạnh là người yêu cũ em qua chơi. Giờ em được cưng cưng y chang như đồ chơi mới. Em bây giờ không biết anh ra sao, không biết về Macau. Anh sống như chim bao, anh như là đắc đạo rồi. Chính nút và gọi đào, chính nút và gọi đào, chính nút và gọi đào, chính nút và gọi đào. Anh tìm gặp em để một lần đã bùng cháy. Một cảm xúc lạ anh đã có thể dùng ngay. Một cảm giác điên cùng như bay có muôn trùng. Phù hợp mọi lứa tuổi hấp dẫn người tiêu dùng. Không có ai ngoài anh đâu, còn ai ngoài em đâu khi hai ta chung hướng. Nhưng cũng chỉ có anh và vẫn chỉ có anh mới điều tra phát hiện được chân tướng. Hai lòng hai giả, hai mặt và hay lừa. Hay để không phải hay vừa bởi những tiểu tiết trên giường em kiểu kiết phất lờ sự biểu quyết đủ ghi thành tiểu thuyết. Và giờ em chợt nhận ra anh là thằng khí phách đó. Anh chỉ cần đóng tiền còn lại những thứ khác hả cho. Em qua Đài Loan anh sang Macau làm chi để kiếm hề. Chi là cái cớ em là cái thớ gì anh phải kiếm đâu về. Em đi lấy chồng đài già. Anh buồn đâu vì em nên lấy tiền em đi đánh bài. Ôm một bao tiền đô, casino đò ngoặc vô. Một thằng kia 10 đô, vì anh cứ đánh là thắng hoài. Nhờ vào một lần đùa mà đời anh thay đổi ngay. Quên đi một cuộc tình mà chỉ mang thêm đắng cay. Đến khi ta nhìn lại, đời anh vẫn đang buồn. Em mang ta lọc đùa cả đời ta sẽ không quên. Em hãy ra đi. Hey, hey, hey. Let's go, let's go, let's go. MC quên mẹ việc. Bài hát cuối cùng của Mặt Tin Cậy và anh Tiến Không Bịp xin gửi đến tất cả mọi người để tôn vinh một tình bạn đẹp khi mà chúng tôi có mặt ở đây vì những người bạn của chúng tôi đã bầu lãnh cho chúng tôi qua cái nước này. Thì xin gửi đến tất cả mọi người một bài hát tên là Tin Bạn Gì OK đi chị. Tự lái rồi. Ai quá má ơi. Bài này thuộc về quên đây rồi. Mọi người rút điện thoại ra quay TikTok nào. Này bạn gái mình like phải không ta? Anh em ôm nhau đi nhá. Ta đã ở bên nhau những năm tháng nhọc nhằn. Ôm nhau đi em, ôm nhau đi em ơi. Ôm nhau đi em, ôm nhau đi. Ta vẫn sẽ tự hào vì đã luôn bên nhau. We do one, two, three. Tay em là nào. Mãi mãi bên nhau mọi người. Thế giới cho cao đâm dày ở trong tim con em chất đầy. Tôi gắn bó anh em tiền giang, anh em tiền giang nè. Nhảy b-boy, chạy show đám cưới, tóc hoa
ngoài công viên bao đồi second hand. Khu lao động đó nhưng anh bình yên lòng gió tiếng đồng lúa predator giọng nó. Cảm ơn vì đã trân trọng nó đi cùng ôm một giấc mộng khó nơi giờ. Và mày cầm cứng tay lấy cái trong bị cót cứ như mày đứng đây cùng tận hưởng khoảnh khắc này. Nên ấy chưa tái ngộ còn nhớ là quý OTD for life như đứa con sứ ruộng thẳng cánh co bay vượt cùng ai khó cho hay chung tay bây là hướng đo ngay. Yeah. Cái tên này là bạn nghiền là đông quân ở bên cạnh chỗ càng liền là lòng tin cho tâm hồn mình lên tiếng nên hiến cái đam mê không nên tiếc nên viết trước khi thời gian dập tắt ý chí nên nhìn lại thanh xuân bằng cặp mắt quyến luyến cái đắp tay không phân biệt chuyến tiến ta luôn biết nhận sai và lắng nghe là chỉ lý. Mọi lại trước chứ. Người người do ông ạ. Mọi người người do ông ạ. Phải là ngày 25. Hôm nay em rất là vui khi mà mọi người có mặt ở đây cùng với lại cả tất cả anh em của em ở trên sân khấu rất là cháy. Mọi người đã dành chút thời gian quý báu của mọi người đến đây. Bọn em rất là vui và rất là hạnh phúc. Và để góp vui cho cái chương trình ngày hôm nay thì em xin biểu diễn một vài ca khúc do tự mình viết và sáng tác. Ca khúc đầu tiên thì em xin nhờ đại gia đình Refun Band đâu ạ? Đâu nhờ? Yêu ạ, 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 gia đình Refun Band. Không phải Band hay là Band? Không bạn ơi. Được luôn, được luôn. Ê, tao đánh đàn, tao nhớ rồi, tao đánh đàn. Lên lên lên. Đúng rồi, đúng rồi. Mọi người nhường cái chỗ nhảy nhảy cho anh em. Ta như nào nhờ? Chỗ trốn hai má ơi. Này này cái đàn chúng ta nhau, cái cái đàn chúng ta nhau vậy. Cái gì nhỉ? Cái gì nhỉ? Cái gì nhỉ? Musician. Musician, musician. Guitar electric xem thử. Chà nó hết rồi. À dạ. Mấy ơi, cẩn thận mấy ơi. Mời nghe mấy mày. Musician viết như nào? Mày ơi. Musician viết như nào? Mày ơi. Mày ơi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Mày với chị Mai đang đang okay. Và bây giờ là một bản nhạc khá là trữ tình. Một bản nhạc mang tên là Say Em với sự góp mặt của tôi và tất cả anh em trong team Refun. Cảm ơn mọi người đã ăn nhiều. Bị ra tiếng đàn. Trời ơi, cái này là mấy tỉnh chưa, mấy tỉnh chưa. Ây ạ, ây ạ. Bây giờ tỉnh luôn. What's up, what's up? Tăng, tăng, tăng. Vậy mọi người nghe có rõ không ạ? Ồ, giá xuống, giá xuống đây, giá xuống đây. Dạ, dạ, dạ. Ao cầm que nhá, tối quá không mày đã bấm được đâu. Để cho mày cho. Cái guitar là cái gì nhỉ? Lên bấm lô nè, làm có đèn lô. Sàn này. Cất cất guitar đi, tiếng nó bị tùng đấy. Bỏ bỏ guitar đi mọi người ơi. Ok, bắt đầu nha mọi người. Lên lên lên. Yeah. DJ. Wow. La la la. Bỏ guitar đi mẹ đi. Yeah. QNT. QNT free. Cầu anh bên đấy. Mississippi. Let's go. Trong phòng thu anh bật beat và rap càng ngày. Chai rượu vang chỉ cần tu một hơi là say.
trong lòng vui với chỉ nghĩ về em và mây. Cái rượu vang mình chỉ cần xem mình em là say. Trong số tu anh vẫn viết bằng đôi bàn tay này. Không tình yêu thì bài nhạc của anh sẽ chán ngay. Không ngập vui của em thì anh cần xem lại. Em cứ khó như thế thì làm sao anh tán đây. Em lại không quên up hình Instagram. Bên cạnh em thân ly trà xanh nhạt đam. Viết cái cáp ngắn gọn không lan man. Em nói em rất hiền, em không tham lam. Tìm tăng lên 5.000 sau 2 giờ. Follow em chắc toàn những gác trai tơ. Theo sau em đến cùng những đâu ai ngờ. Em lại không hứng thú với những gái trai mơ. Trên tay em đeo toàn hồ soạn. Đưa em đi ăn phải nhà hàng. Bên tay em đeo toàn là vàng. Xót trên môi em là gì ạ? Môi vàng. Ok. Có những thứ đó. Chỉ có bộ máy tính và một chú chó. Chó. Em thêm một đống để mô anh vứt xó. Xó. Và em để dọn. Good chó. Trong phòng thu anh bận beat vào rap cả ngày. Chai rượu vang chỉ cần thu một hơi là say. Trong lòng vui với chỉ nghĩ về em và mây. Cái rượu vang thì chỉ cần xem mình em là say. Trong sở tu anh vẫn biết bằng đôi bàn tay này. Không tình yêu thì bài nhạc của anh sẽ chán ngay. Không ngập vui của em thì anh cần xem lại. Em cứ có như thế thì làm sao anh tán đây. Chỗ nhà hàng sang trọng tại trung tâm quận nhất. Ngồi vào chỗ và rồi mơ mộng về một tình yêu đậm chất. Cuộc gặp gỡ lần đầu quan trọng, mình phải chân thật chất. Nhưng một quần áo mà mình đang mặc, nào mà không thật mát. Trên môi em thì thổi lên thanh son Tom Ford. Trên vai anh thì bay ra hương thơm Tom Ford. Đưa em đi chơi về xe Raptor 4. Nhưng nay anh sang đây bằng đôi chân âu lo. Anh thì đi về từ sáng cho đêm tối. Chẳng có lúc lòng nghỉ mà dành chơi. Em thì đi quẩy từ tối cho đến sáng. Em phải như vậy để cho đau thành thơi. Anh không làm thì thân anh ai đuôi. Anh đi làm từ năm anh 20. Em không cần làm hay thân mà em trai đuôi. Em chỉ cần cho đêm nay em bên ai thôi. Anh không làm thì thân anh ai đuôi. Anh đi làm từ năm anh 20. Em không cần làm thân em trai đuôi. Em chỉ cần cho đêm nay em bên ai thôi. Baby, 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 baby. Ai của em thì đang của em đi. Check đi em còn lo gì. Đấy đi em còn lo chi. Em cứ việc rời đi thoải mái không cần lo chi. Anh với người tình đang ân ái chỉ sợ to vì em muốn người anh ăn trái suy lại thêm suy. Vì em chỉ muốn nhận lại mà không phải cho đi. Em chỉ muốn nhận lại không phải cho đi. Cho đi. Em chỉ muốn nhận lại. Yeah 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 yeah. Ảo. Tiếp. Ok. Và một ca khúc tiếp theo để cho chúng ta cháy thêm một tí nữa. Ca khúc khi mà cái thành phố Mississippi này của chúng ta bắt đầu xây dựng là em đã ra mắt ca khúc đó rồi. Ca khúc mang tên là On Stream. Mọi người mời mọi người lắng nghe ạ. Đang để phải on vlog. What's up, what's up? Yeah, man. Mississippi. Ở đây là TNT. Put your hands up. Put your hands up. Welcome home to my show. You cannot fuck on the trees. Hôm nay anh ngoan không đi đâu. Cho anh 10 phút on the trees. Không làm phiền ai, bắt đầu triển khai. Hôm nay anh chơi GTA. Không nợ tiền ai, tình doanh thù lai. Thời trang phong cách em xin kể. Sẽ anh dán màu Gucci. Độ thêm đèn để bớt mua đi. Young boy nhìn bạn mua đi. Tiền em chuyển anh cứ hứa đi. Đào thẳng xa lộ cùng với hai anh đằng sau. Đạt khoảng ngân lực bọn tao quý ra bằng rau. Tình cảm huynh đệ luôn được đưa lên hàng đầu. Tiền để ra tiền bọn tao càng ngày càng giàu. Vừa mới ăn sáng ở hàng bồ. Gọi ngay cho Rambo. Cái lô mây thằng hàm hồ. Dạo chơi trên Lambo. Bọn anh bảnh trai thì tiếp chưa. Gái theo không đếm được. Mấy em lạ lơ cần tiếp nước. Đợi anh kêu đến lượt.
đang try hard với đại ca Missy. Feel so fat với cả QNT. Không ăn cắp đấy là NPC. Và khi anh đến thì phải chill and free. Đang try hard với đại ca Missy. Feel so fat với cả QNT. Không ăn cắp đấy là NPC. Và khi anh đến thì phải chill and free. Welcome cậu homie to my show. You gonna fuck on the trees. Hôm nay anh ngoan không đi đâu. Cho anh 10 phút on the trees. Welcome cậu homie to my show. You gonna fuck on the trees. Hôm nay anh ngoan không đi đâu. Cho anh 10 phút on the trees. Em bị thôi miên mỗi khi anh on stream. Vì bọn anh diễn giúp đang trong phim. Thành lập băng đảng giúp anh em kiếm tiền. Bọn anh cướp trắng không bằng theo con tim. Thằng làm dealer, thằng làm killer. Không giống filter nhưng phải để nín thở. Thằng làm shipper, thằng làm hacker. Lớn trong thành phố không một ai nghi ngờ. Các em say wow mỗi khi anh lạ lứa. Xếp hàng ngay ngắn và không chen nhau. Đời như này thì làm sao cản bước. Cả bọn hater chỉ biết đi theo sau. Nói băng nhóm này chỉ có 102. Những gì họ làm rồi sẽ được công khai. Thành công tự đến khi đã vượt trông gai. Những kẻ ghen tôi sẽ được thông tài. Yeah. Yeah. Mọi người đã thấy nóng chưa? Cho tôi thấy cánh tay của tất cả mọi người được không ạ? Welcome homie to my show. You cannot fuck on the trees. Hôm nay anh ngoan không đi đâu. Cho anh 10 phút on the trees. Welcome homie to my show. You cannot fuck on the trees. Hôm nay anh ngoan không đi đâu. Cho anh 10 phút on the trees. Một bài hát cuối cùng. Gì đó Vân? Là một bài hát khá là tình cảm và khá là nhẹ nhàng để cho mọi người có những cái phút giây thư giãn sau những cái giờ phút mà mọi người nghe những cái dòng nhạc nó khá là cháy rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến một dòng nhạc nó nhẹ nhàng hơn, nó đúng nghĩa hơn với từ là True and Free. Và một bài hát mang tên là Anh và Em, kể về chuyện tình của ba chàng trai. Bạn hãy yêu nhau tình của ba chàng trai, tức là mỗi chàng trai sẽ có một câu chuyện khác nhau chứ không phải ba thằng yêu nhau. Mass và Woody, một ca khúc có cả hai bạn thể hiện cùng nhưng hai bạn ngày hôm nay không thể ngồi đây để hát cùng thì em sẽ hát hộ verse của cả hai bạn ấy luôn. Lấy cái bình oxy, lấy cái bình oxy. Yeah. Tài nha. Yeah. Ai thuộc bài này thì hát cùng với em nhá. Chúc mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ. Anh là người đàn ông may mắn vì được đặt nụ hôn lên môi em. Say trong hương thơm ngây ngất và mặc kệ thời gian kia trôi em. Bên trong anh như thêm sắc màu vì bàn tay em tô lên. Lòng lanh bên trong đôi mắt hàng và hàng mi cong thôi miên. Nhưng đôi khi anh không hiểu được chính mình. Trong bọn em không ai biết được tính thì anh ấy về nhà yên giấc lúc bình minh. Và anh lại còn ấy yêu theo linh tinh. Khi anh biết em rời xa anh đã quên một bó hoa. Khi anh biết em không còn anh đã mất một món quà. Falling in love và looking for. Trái tim này không thuộc về anh. Khi anh nghĩ suy về nó dường như là thói quen. Anh vẫn đi kiếm tìm vì thành phố vừa lên đèn. Tìm thấy những nỗi buồn, tìm thấy những tấm hình. Chỉ có anh cùng những điều đã mất. Vì cuộc sống luôn thay màu. Đủ một bước để thay nhau. Chỉ còn nhớ thương u sầu. Chẳng còn nắm đôi tay nhau. Nhưng tim anh không biết tìm nơi đâu. Đi giữa trời mưa ngâu. Với nỗi nhớ này chưa lâu. Nhưng luôn theo anh đến tận thâm sâu. Người học cái kêu điên cuồng. Rồi cũng đã chưa tiên đường. Trong cuộc sống luôn kiên cường. Để tìm kiếm những yêu thương. Đôi chân em vẫn bước tìm muốn phương. Đi giữa trời bóng sương. Phong hoa đã tàn không ngương. Sao không say gió mình trong thương. Hát của Vang á. Hớt lại của Max à. Vì được trao yêu thương kia lên đôi môi. Chẳng cần nói đâu em à.
chẳng cần bên nhau em mà, chẳng cần tay nắm bàn tay nhau giữ chặt nhau như thế thôi. Anh sẽ bước đi, vững bước tiếp đi không hề buông. Phải sao cho em không rơi lệ buồn, ngồi ăn bên về đường. Và khi ta nhìn nhau chẳng nhau tình yêu không thể thay đổi. Đừng làm nhau đau, anh không muốn mất đi niềm tin. Vì chỉ cần lạc nhau trong một tích tắc anh sẽ liền tìm. Để mà kéo em lại gần, đặt nụ hôn không ngại ngần. Vài lần thôi trong nhau tình yêu có thể thay đổi. Cần một tình yêu như là của bố anh và mẹ. Một tình yêu giản đơn như một lời nói mỗi một lời thề. Lời sẽ chia để thân thân, một đời nhau về ăn cơm. Những ngày trôi qua là mỗi ngày anh phúc. Vì cuộc sống luôn thay màu, đừng một bước để thay nhau. Chỉ còn nhớ thương ưu sầu, chẳng còn nắm đôi tay nhau. Con tim anh không biết tìm nơi đâu, đi giữa trời mưa ngâu. Với nỗi nhớ này chưa lâu, nhưng luôn theo anh đến tận thân sâu. Người ông cách yêu điên cuồng, giờ cũng đã chưa thiên đường. Trong cuộc sống luôn điên cuồng, để tìm kiếm những yêu thương. Đôi chân em vẫn bước tìm muốn phương, đi giữa trời phóng sương. Bông hoa đã tàn không hương, sao em không thấy gió mình trong gương. Chẳng còn những đêm anh và em rất khổ cay, cùng với những que bất khổ hay. Em bảo em bị ho, em không hút được đâu. Thôi. Anh bảo yên tâm đi, anh chơi với đồ tây. Hồ lì lạc cú trao cho em những nụ cười. Cú phim khi ta ra ngoài đi chơi. Chờ lọc tố chiến dụng riêng khi mình lười. Wedding cake chắc chắn cho ngày cưới. Hoặc là phần tư ta vi vô gấp thủ đô. Tiền sau luôn đủ chỗ, băng qua mọi khu phố. Giờ thấy mình tự do trong một nơi nhớ phù to. Thì ra đây phải tự lo, vì em đã vụt bay như gió. Wow, người học cách yêu điên cuồng, dù cục ngã chưa thiên đường. Cho cuộc sống luôn thiên đường, để tìm kiếm những yêu thương. Đôi chân em vẫn bước đi muốn phương, đi giữa trời không xuống. Bông hoa đã tàn không hương, sao em không ôm lấy mình trong gương. Hay quá. Mệt xả ban mọi người ạ. Hay quá. Em nhảy mọi người chụp em này, em nhảy mọi người chụp em này. Diễn của em, chúng ta đến với phần bùng nổ nhất đêm nay, đó là phần hay quá, nghe nhớ vậy, hay quá. Và một người bạn của anh ta bao cơm. À giật. Năm mẹ rồi. Trời sao không nói mở chụp cho. Bao trận. Đây là cho cô gái ngồi bàn trước mặt ở lớp 8. Những buổi đi bộ sau giờ tan học cứ mãi chuyện trò không thấy chán. Và những ngày hè trong công viên chưa một lần từng lướt ván. Cho 4 lần té, 2 vết sẹo, thêm chục lần thì vẫn đáng. Cho lần đầu tiên cũng mặc thân, những điếu cỏ cùng lũ bạn. Những đêm không muốn về nhà và xin được qua nhà ngủ tạm. Bởi vì tình yêu là vô giá, nhưng thời gian thì hữu hạn. Nếu nỗi ám ảnh là kẻ bốc lột thì người nghệ sĩ là cụ vạn. Và hối hận là người bạn già chỉ đến thăm trên giường bệnh. Mong thành công không mất kiên nhẫn vì tao đang trên đường đến. Và nếu một ngày động lực tan biến và không còn viết ra câu, thì tao sẽ đắm mất hết tất cả lần nữa để xây lại từ đầu. Một ngày thành bão phải lớn, nó sẽ thảo mai hơn. Học cách hôm nay nhịn để mai còn phỏng tay trên. Nhưng rồi thì sao? Đó có còn là tao? Tao không biết tụi mày sẽ phải thay thế được tao bằng cách nào. But there he goes again, nắm chặt lấy cây mai và không bỏ. Nhưng ngày hôm đó bài rap đầu tiên có ai bỏ thuốc viện trong đó. Thật khó để cho niềm tin khi dành cho bản thân còn không có. Tao mong đã không quá trễ những giấc mơ khi còn nhỏ. But it's one for the money, two for the show. Gotta find a way now, you gotta let it go. Cause it's one for the money, two for the show. Two for the show. Have all the answer, but I'll let you know. Cover me in diamonds from my head to toe. There's one for the money, two for the show. One for the money, two for the... Welcome to the show. This is it! Yeah! Bao cẩn! Đưa một con tay lên trời cho This is it! Yeah!
trong thành phố có thật nhiều nỗi đau. Đứa con mỉm cười nhưng bố mẹ lừa dối nhau. Chưa được học chạy thì đã có cái thói đau chân. Và những lời nói để dành để nói sau lưng. Ở trong thành phố này đâu ai biết tin ai đâu. Ở những cuộc vui không quan tâm cho mấy chuyện mai sau. Những bà mẹ mang nhiều lo lắng tóc đã phai màu. Quan trọng nhất đứa con của mình là đúng tính chuyện sai sau. Thành phố tấp nập tấp nập tấp nập. Phụ huynh đưa cho con quyển vở bắt tập bắt tập. Bỏ những món đồ chơi kia xuống bắt cặp đưa những ước mơ họ đã mất và thương chú khắp nhạc ở trong thành phố nơi bụng không còn hiển linh. Nơi không ai muốn trao ca trước nhưng vẫn muốn có niềm tin. Ở trong thành phố kẻ mạnh thì kêu căng, thằng bạn thì đôi khi tiền nhà là đều đặn. Ở trong thành phố nếu muốn tình yêu ở trong thành phố này thì nơi duy nhất xuất phát phải từ mày. Nếu muốn thành công từ đôi chân mày chạy thì mày sẽ phải bắt đầu ngày hôm nay. Hey, tất cả điều họ làm là vì đồng tiền. Và nếu mày không muốn làm người xấu thì mày đừng hiên. Ở trong thành phố tiêu chí để làm bạn là ba má mày là ai, nhà mày ở khu nào, quê quán mày ở đâu, thua hơn hay như tao. Khi mà trong thành phố ai cũng mang mã vạch, nhà nhà xem xác vắt, nhưng mà ai cũng xa cách. Nên tao quen đi chân đất, tao quen với trắng tay, tao quen với chân thật, tao quen với đắng cay, tao quen với yên bình tĩnh tâm và ngắm mây. Tao không quen hào nhoáng, tao không mong bằng mây. Phải chi không nghe, không nhìn và không thấy thì không thù, không oán, không biết cũng không hay. Không ganh, không ghét ở trong thành phố này, để khi tiếng nhạc lên chỉ còn tiếng vỗ tay. Ở trong thành phố này Missy City, let's make some noise. Hey em ơi. Khá nghiệt, nghe bà này xong nhớ con gái giả mà mới đưa. Có mặt ở đây để biểu diễn cho tất cả. Dạ vợ quá. Đó con gái. Và thì mình muốn sử dụng cơ hội này để diễn những cái bài nhạc mà trước giờ mình không được diễn nhiều lắm. Thì mình có một bản nhạc mình chưa bao giờ diễn ở đâu. Và tại vì mình cũng vừa mới ra bài nhạc đó ngày hôm qua thôi, cho nên cũng không có cơ hội được diễn ở đâu cả. Em xin bản nhạc buồn ạ. Buồn cũng sẵn sàng luôn. Lại buồn à? Xin lỗi mọi người ơi. Xin lỗi 2, đây xin lỗi 2 nhé mọi người nhé. Xin lỗi 3 cho nó sexy anh DJ ơi. Ai có nhớ rồi. Bài này buồn lắm đó. Ta nghe bài này không khóc cùng với nước. Rồi. Slow 2 cùng nhau dance slow 2 nhá. Bài nhịp nào các bạn ơi. Tụi ai cứ nãy vậy. That should have been my redness. Lại một tin nhắn trẻ em gửi vào giữa đêm. Hỏi em đến bao giờ nó sắp sửa quên. Story 3 tiếng trước em chuẩn bị đăng bất ngờ. Những bức ảnh trên story đâu nói hết câu chuyện của em right. Em sống trong hiện tại hoặc sẽ chết trong quá khứ. Em chấp nhận sống với những bài học còn hơn chỉ giá như. And that's the bottom line. Và khi em giả từ, họ sẽ tìm trên trang xã hội em đã viết sẵn một lá thư. Chuyện của một cô bé tức lạc đi tìm chỗ bình yên. Có quá nhiều nhân tình nhưng em vẫn chưa biết được tình yêu. Vậy tình yêu là gì? Tình yêu là đâu? Tình yêu của em là những ký ức không giữ về nhau. Em du hành khắp thế gian tìm cho mình giải pháp dễ dàng. Tìm một kẻ cho em một thứ mà chỉ bản thân em có thể mang lại. Vậy chung quy là những kẻ lạc đường, còn em chỉ là câu hát trong một bản nhạc buồn. Liệu rằng một mai nếu hoa hồng kia không nở giá đó như bài ca vẫn thuộc. Nghe như gì á? Nghe cứ như một bản nhạc buồn. Làm sao yêu một người chẳng còn nơi. Nghe cứ như một bản nhạc buồn. Gió kia sao để nắm được tâm đôi. Nghe cứ như một bản nhạc.
tay. Tin nhắn chạy chỉ để hỏi thăm nói gió mình ok. Điều tệ nhất dành cho những kẻ nắm giữ ký ức không phải là sống với niềm đau mà là sự cô đơn. Và bãi cỏ trên sân mình luôn cảm thấy khô hơn. Anh đã không thể lừa khi lấy màu xanh tô sơn. Bởi vì em đã nói dối khi em nói là em yêu anh. Và anh đã nói dối khi anh nói là anh không còn. Tất cả nơi em từng đi, anh đều đã tới đó. Ngã vào tình yêu thì dễ, đứng lên sau đó mới khó. Anh chẳng buồn bởi vì em lừa dối. Điều đáng buồn là anh sẽ không thể để nó xảy ra thêm lần nữa thôi. Nên khi tôi nhắn trễ thì anh đã mặc kệ. Anh có còn đó không, đâu thể nói ra hết sự nặng nề. Làm sao biết có điều gì lạ thường. Giờ em chỉ còn là câu hát trong một bản nhạc buồn. Liệu rằng một mai nếu hoa hồng kia không nở lại. Oh, I need to know where you'll be there. Anh thề lành ra đó như bài ca vẫn thuộc. Nghe cứ như một bản nhạc buồn. Làm sao để yêu một người chẳng còn nơi đây. Nghe cứ như một bản nhạc buồn. Ngọn gió kia sao để nắm được. This time I still cannot just let it go. It's control. Mọi người thấy sao ạ? Ai đâu lại buồn. Mọi người sau cái giây phút lắng động vừa rồi thì mình có một bài nhạc nữa nó cũng sẽ vui hơn một tí. Thì mình muốn hỏi là ở đây có ai là những cậu độc thân? Em tôi có vợ rồi. Em những con người đây. Em có người yêu rồi. Lý do tại sao mọi người độc thân vậy hả? Thích ở một mình đó. Vậy đó hả? Dạ quá quay quay. Biết lý do đây. Cho em xin bài số 3, anh DJ ạ. Ok bạn ơi, chờ tôi 30 giây. Bài số 3 anh ơi. Giao lưu với khán giả đi em. Hoàn hảo. Dạ. Lại làm lon bia. Nhạc chill quá. Đây em muốn gì nè. Em muốn một người hoàn hảo. Một người bước ra từ tiểu thuyết. Muốn một người khiêm tốn thật. Nhưng mà trong túi vẫn có nhiều tiền. Em chỉ muốn một người đàn ông, nhưng cũng muốn có một người bạn. Muốn một người bên em cả ngày, nhưng vẫn không quên việc em gánh vác. Muốn một người lạnh lùng nghiêm khắc, nhưng mọi lỗi lầm đều xem là nhẹ. Một người hiếu thảo lễ phép, nhưng phải chồng em giúp em và mẹ. Em không muốn một kẻ lêu lỏng, không mang lại cảm giác an toàn. Nhưng cũng không muốn một kẻ kiểm soát, để em thoải mái vui cùng đám bạn. Em muốn người yêu đào hoa, em muốn anh ta chung thủy. Em thích một kẻ phóng khoáng, nhưng lại biết chia ly từng tí. Một người cho em không gian riêng, nhưng luôn biết là em cần gì. Em muốn một người hoàn hảo, nhưng bản thân thì có những gì. Em nói em muốn có được yêu. Lớn lên nào. Em nói em muốn em nói em muốn trong tranh. Một người không có tính sở hữu, chẳng có nhiều vết tinh xung quanh. Mày không muốn cô nàng nhõng nhẽo, một cô nàng biết cách ăn nói, một
cô nàng tâm hồn trong trắng. Nhưng mà phải giờ chuyện chăn gói, một người mẫu trong bìa tạp chí nhưng lại không quá chăm sóc ngoại hình. Một người giỏi nữ công da trắng nhưng phải biết đọc mặt tài chính. Mày muốn một người sẽ luôn cười với mọi lời đùa mà mày nói. Mày muốn cô nàng không than vãn, vỗ về mày qua những ngày đói. Mày luôn muốn một người hoàn hảo, nhưng bản thân thì có những gì? Nếu kẻ nào cũng muốn về nhất thì trong thế gian này ai đứng nhì? Cái thân xác như con tê giác, mà được bộ não thì như học sinh. Đã lương tháng chưa đầy 5 triệu, mà muốn người yêu thì như Ngọc Trinh. Mày chìm đắm trong cơn trị lạc, tự hỏi tình yêu không trong tầm tay. Chẳng ai tìm nước trong sa mạc, tìm đâu tình yêu ở trong phòng bay. Mày không muốn một người hoàn hảo, nhưng bản thân thì có những gì? Nếu kẻ nào cũng muốn về nhất thì trong thế gian này ai đứng nhì? Em nói em muốn có được tình yêu. Dạ chị gái. Cái đam mê của mình. Đi thủy chọc lên. Cuối cùng à. Đi thủy chọc lên. Đi. Cho em xin bài cuối cùng. Em xin phép ngồi tâm sự với mọi người. Wow. Bài này sâu lắm này. There was back then. Right now is right now. Oh, homie better go and... Oh, bài này dành cho mấy thằng bạn 14 tuổi hút cân và lang thang. Nếu ai tin và cũng chẳng ai biết về những giấc mộng lớn mình đang mang. Tự hào là thằng da vàng máu đỏ xa xứ. Những đứa trẻ phải luôn chống chạy quá khứ, vì ở nơi đó cần sự tha thứ. Nhưng nếu mày cần điều đó thì tìm cha xứ. Và tương lai nó vẫn còn quá xa, ta sẽ không bắt kịp tới cứ ngồi than khóc. Hiện tại là cả quá trình nó đang học để làm thằng con trai của cả nhà. Bố trẻ trở thành bố già, con báo nhỏ trở thành cáo già. Vẫn nhớ rằng là đã từng có một thằng nào đó từng mạnh miệng và bảo là vì số của anh là số đen, có lẽ cả đời này anh không thành gã giàu có. Như nhiều năm trở về có phố quen, thế nhưng bao hàng cây xanh có ai đã đào nó. Chỉ biết dặn con tim mình cố lên, chỉ cần mắt em thấy anh đừng lo ngã đâu khó. Đằng sau chúng ta là hố đen, không sao cứ nắm tay anh ta cùng. Nhưng nhìn xem đồng tiền này nó đã làm gì khiến mày quá đa nghi. Chẳng thể trả lại khi mày còn là một kẻ mất khi. Mọi lời hứa mà mày thúc ra thì là tứ mã nan truy. Và mày uống nhiều hơn, mày hút thuốc nhiều hơn, và mơ tưởng về thời gian lúc trước nhiều hơn. Mày thích ảo giác hơn là thực tại, và tan tính hơn thua được mất nhiều hơn. Những lần hẹn không còn là lần đầu, như thằng thất lạc mà không chịu hỏi đường. Sao mày có thể bước chân lên sân khấu khi còn chẳng có sức cái bản thân ra khỏi giường? So what the fuck has happened? Mày muốn về nhà, mày nắm được cơ hội rồi chọn buông và thả. Thằng đầu tiên có mặt và thằng cuối cùng ra về, giờ chịu chấp nhận những tiếng cười hả hê. Kéo bản thân dậy và phải ép đôi chân chạy, vì chẳng ai làm điều đó giỏi được hơn bản thân mày. Như cái đêm trời mưa bão, hàng ngàn người ủng hộ vẫn đang đứng chờ dõi theo bước chân mình từng ngày. Mỗi ngày sau anh đây vào mỗi tối, mua những bài học không học nổi. Là dù có đổ cả dòng sông để xem phim, mày vẫn không thể nào rửa sạch được hết một tội lỗi. Look at me now, sick of me now, smile of an angel, tear of a clown. Thề rằng lần này ngày về thì đừng hòng là một thằng nào làm thằng này. Mày còn nhìn mặt này hàng ngày rồi chán ghét hay là phán xét. Mày cứ chọn một và phải nhớ, kẻ mày ghét đang đứng ở trong và phải nhớ, kẻ mày ghét đang đứng ở trong gương.
còn thằng Bảo nó chỉ là cái cớ. Finale. Và đó là hết một cái set của mình. Thì mình đã chuẩn bị những cái bài nhạc để mình có thể lắng một chút xíu trước khi chúng ta bắt đầu turn up với partner của mình. Mình giới thiệu với mọi người, đây là anh Ếch, là anh ruột của mình từ Đài Loan về. So, hai anh em mình cuối cùng cũng có một cái nơi để gọi là có thể hoàn lương và sống được ở trong cái thành phố này, nên là có một vài tiết mục dành cho mọi người. So, ở đây dạ, có ai ghét người yêu cũ không ha? Có rồi. Tôi không ghét, tôi không ghét, tôi không ghét luôn vậy, không ghét luôn vậy. Bởi vì chết luôn á. Mình cái bài nhạc này sắp tới là cần tất cả mọi người cùng đồng thanh mà rap để cho con người cũ nó nghe. Thằng người cũ nó nghe. Ok. Không được không ạ? Anh ơi, cho em bài BSNL2. Ok bạn ơi. Đây rồi. Chưa. Này, tháng tổ chức lần hợp lý nha. Khỏe không? Ok rồi. Khỏe không? Một ngày nào đó sao mọi người? Một ngày nào đó. Một ngày nào đó em sẽ nhận ra những lời em nói. Mong là vào lúc đó em đang nằm trên giường bệnh trăng trối. Ở 20 tuổi anh mong em không thể ăn thì mấy em đang sơ lại lên mong loa nha. Mong em chết vì bị bệnh tim, quả báo em khiến tim anh nhức nhối. Man, I hope you happy with the things that I know. Don't let the karma hit you when you heading out the door. I got 100 problems and they all include hôm you. Được không xếp đi? But I love you, được chứ? I don't even know. Quá ok chứ. Em hạnh phúc, hạnh phúc. Cần xa đưa anh lên mây. Nếu mà em được tạo ra với bao điều xảo trá, em là cáo già virus của tạo hóa. Cuộc sống của em là những thứ anh trao ra. Lời nói em bao la và sắc bừa. Em nói đừng lo lắng gì cả. Anh tưởng em nói thằng đó là bạn thân. Anh tưởng em nói rằng nó là anh cả. Anh đâu biết gu của em. Em ơi, em có bao giờ từng tin vào quả báo? Anh chống mắt chờ của em nhìn ra sao? Em ơi, bị lão ông táo sẽ bẻ găng. Em có bao giờ nghe thấy con ca dao? Anh đâu hề thấy làn da em màu đỏ. Cái đuôi hình mũi tên cặp sừng của con dê. Nói diêm vương chưa sẵn em một chỗ. Cái ngày em quay về, anh chỉ mong một ngày nào đó em sẽ nhận ra những lời nói. Mong mong là vào lúc đó em đang nằm trên giường bệnh trăng trối. Ở 20 tuổi anh mong em không thể ăn dù bộ bệnh đói. Mong em chết vì bị bệnh bệnh tim. Báo anh khiến mình nhức nhối. Man, I hope you happy with the things that I know. Don't let the karma hit you when you heading out the door. I got 100 problems. Anh Huy là thích bài này lắm này. Ok ạ. Ok ạ. Sắp rồi. Cả đá gì rồi. Cái gì rồi. Chuột cắn. Chuột cắn dây loa rồi. Các anh bình tĩnh. Tắt tiếp đi ngơi. Lại được không? Cho bọn em lại nha. Đấy anh ơi. Lại nha. Ok, hết tay lại đi mọi người ơi. Mong là vào lúc đó em đang nằm trên giường bệnh trăng trối. Ở 20 tuổi anh mong em không thể ăn dù bụng này đói. Mong em chết vì bị bệnh tim, quả báo em khiến tim anh nhức nhối. Man, I hope you happy with the things that I know. Này anh thì là thích bài này lắm này. Ghét người yêu cũ mà. Thật quá. Nhưng mà nhiều quá không biết ghét cái nào. Bị tật nữa.
And fuck your bullshit and your song. Tiến ơi nhớ ăn uống nhanh Tiến. Don't even try to call me. And fuck your bullshit and your song. Bet you thought that I was blind, but I could see through your bullshit and your lies. Anh mang con tim trên tay, trao em để em thấy. Họ trao con tim bằng giấy, phút chốc làm em quên ngay. Có lẽ là nên như vậy. Và anh chúc em hạnh phúc, cần xa đưa anh lên mây, em đưa anh xuống địa ngục. Nơi mà em được tạo ra với bao nhiêu xảo trá, em là cáo già virus của tạo hóa. Cuộc sống của em là những thứ anh trao ra, lời nói em bao la và sắc vừa. Em nói đừng lo lắng gì cả. Anh tưởng em nói thằng đó là bạn thân. Anh tưởng em nói rằng nó là anh cả. Anh đâu biết gu của em. Bạn. Em ơi em có bao giờ từng tin vào quả báo? Anh chống mắt trời của em nhìn ra sao? Em ơi bị láo ông táo sẽ bẻ găng. Em có bao giờ nghe thấy con ca dao? Anh đâu hề thấy làn da em màu đỏ. Cái đuôi hình mũi tên cặp sừng của con dê. Nói diêm vương chưa sẵn em một chỗ nghe em không quay về. Anh chỉ mong một ngày nào đó sẽ nghe ra những lời anh nói. Mong là lúc đó em đang nằm trên giường bệnh trằn trọc. Ở 2 tuổi thôi anh mong em không thể ăn ăn bụng vậy đói. Mong em chết trên bị bệnh tim và báo em kiến. Khi tim anh nhức nhức. Man, I hope you happy with the things that I know. Don't let the karma hit you when you heading out the door. I got 100 problems. Tiếp theo lấy bài gì nhỉ? Kìa, bài đứt rồi. Hold up. Cái con người yêu cũ nó rút cái lâu hoài vậy. Mọi người à, bình tĩnh mọi người. Người yêu cũ, ai cho người yêu cũ tôi vào trong chương trình nó cứ rút cái dây loa hoài. xin lỗi về cái sự cố này. À, thì mình bài kế cũng có thể dành cho những người yêu cũ. Dạ. Dành cho và đây chắc... cũng là một bài nhạc dành cho những chú lùn của thành phố này. Không phải cho mình rồi. À, thôi, không bài này điểm may may đúng không anh ơi? Chơi luôn đi anh ơi. Điểm may rồi, điểm may rồi. Điểm may rồi, điểm may rồi. Đừng tin may, đừng tin may. Đừng tin may. Đừng tin may. Gì vậy chú Bảy? Chứ đừng có tin hơ nha. Chơi Tinder đi. Hey yo man, see the true shit. We back. Tôi cần chú tể của những chú lùn bên đây đâu mà. You know about me, love. Không lớn từ Sài Gòn, sống thực lòng không nói ví von. Mang con tim khổng lồ, trong vóc dáng của người tí hon. Họ nói tránh xa những cô gái mông to nhưng có bồng béo nghi ngon. Ừ thì biết thế, nhưng mà anh vẫn đặt phải. Tim em là mê cung, cách ngăn là bao nhiêu anh mẹ phải. Tình cảm đâu hề rẻ, em còn trẻ đã có tính tu sai. Nhà không bán phế liệu, nhưng sao em có quá nhiều trai. Cô nghe xin đừng tính đơ, xin đừng cưới cô ta tình tính đơ. Thức giúp cảm nhận đâu đâu phải tình cảm đôi khi là tình cờ. Mày nghĩ câu chuyện sẽ giống, nếu bao trận không phải là cưng. Tên của em là Hưng, sẽ cưng vai tơ để làm thân. Đó nè, đó nè, đó không phải tình yêu đâu đừng nhận nhầm. Nghe con số người yêu em kể thì ít nhất lấy nó nhân năm. But I can be the one to stay. We can fuck the one to two. But after that I'm on my way. This 4.0 love. Let's be honest. Show me your worst. Hey, let's put your hands up. This 4.0 put your hands up. Ain't we all hurt? 1, 2, 3, 4. She's all alive. Rồi khỏi vòng tay của ta còn về ấm áp một ai. Thôi đi xin được tin hờ. Điều đó là sai. Mất chiếc rùi bầu đó xin đừng vì lời nói ngoài ta. Homie xin được tin hờ. Na 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 na. Never trust no bitch, no. Never trust no bitch. Homie xin được tin hờ. Na 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 na. Never trust no bitch, no. Never trust no bitch. Hiểu nghĩ gì anh là tiên ông. Chẳng thị phi anh là tiên công. Luôn tình anh trao em là biển rộng. Thương anh trao em là biển công. That's right. Anh lướt về em cần tim. Tim. Em thấy anh tim người yêu. Tàn tim. Em nói quen em phải bí mật. Hai đứa đi luôn như rạp. Sao? Từ đằng xa, right. Sẵn vai như tình nhân, được công khai như người ta. Em đã đau này nhân nghìn lần, hey yeah. Em không phải là crush, em không phải là thứ gì khó cay. Không cay. Em là crush, trong cô em anh lại là chú trời. Anh này bị cưới nhiều bia. Tranh cãi, tranh cãi, nó cũng quên anh hại. Hả? Nó đá của cô nên lại. Anh hứa là sơn em ngay. Em ngay. Tay này ôm em chặt, em chặt. Anh không hứa sẽ khóc cùng em. Anh hứa sẽ còn nhớ trong mắt. Không giống như tình cờ từng mấy nhớ thương tình em.
chỉ mong trái tim mà lớn. Anh với em không ngờ chỉ đi đến đây mà thôi. Để con cái tên của cô chiếc hôn mà ta đã trao nhau rồi. It's all for no love, let's be honest, show me your worst. It's all for no love, ain't we all hurt. Không biết sẽ được tinh hờ. She's for the lies. Rời khỏi vòng tay của ta còn về ấm áp một ai. Không biết sẽ được tinh hờ. Điều đó là sai. Mực xích rồi bầu nó xin đừng bị lời nói ngoài ta. Không biết sẽ được tinh hờ. Na 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 na. Never trust no bitch, no. Never trust no. Không biết sẽ được tinh hờ. Na 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 na. Never trust no bitch, no. Never trust no bitch. Mọi người thấy như thế nào ạ? Anh ơi, chạy quá anh ơi. Ok, ok. Mình sẽ dừng sân khấu lại cho anh ít ạ. Trước khi mình bắt đầu set của mình thì mình cũng có một vài lần tâm sự. Là mình được... Anh Ếch ơi, xin lại cho anh Ếch cơ. Anh Ếch chạy quá. Anh ấy còn chưa có mở sư tử hóng đi. Anh ấy không có playlist à? Alo nghe không ạ? Nghe. Đứng vào giữa đi anh trai ơi. Alo thì thôi để nói nhanh luôn là mình muốn vô đây để tìm một người em thất lạc của mình đó. Là nghe nói là rất là giống mình à. Em đứng kế bên anh ơi. Có ở đây không ạ? Đây đứng kế bên anh nha. Bé đi! Anh nhớ đi! Anh kiếm em bao nhiêu đất đây? Trời ơi! Em lạc anh ở Mỹ. Cảm động quá! Ông anh hai! Ở giống chương trình vậy không? Anh em ơi! Anh em lạc ở bên Đài Loan! Bây giờ mới gặp em. Chơi phương chơi luôn chứ không chơi ly à? Chơi là không chơi ly. Chưa hết không chơi ly à bay? Anh là em ở đây là em là anh bên Mỹ. Như hề lạc xa quá. Xin đi chơi cho bài đầu tiên đi à? Thời gian khác. Alo. Don't hack and don't hack. Don't hook. Yeah. Okay. Yeah. Let's go. Woo. Shout out to Vin Z, man. Oh, yo. Okay. Nghe những lộn lắm. Mấy thằng bạn của tao. Yeah. Yo. Mấy thằng bạn của tao. Bạn của tao. Anh em chung nhớ một khu. Một thằng học giỏi cũng có đứa mới ra tù. Thằng bác sĩ rơi về tiền nó đéo sợ. Thằng giật đô để kiếm tiền về trả nợ. Quậy phá đập đá gần xa. Đứa con mẹ còn có đứa chỉ con cha. Nếu mà thua thì phải chung cho một khóa. Sáng hôm sau hình sự ấp vào nhà. Mấy thằng bạn của tao đều coi như chó. Không có tiền trong túi cả họ hoàng không ngó. Bạn của tao chữ chưa báo. Giờ phải đi nghĩa vụ chuyển quân ra Côn Đảo. Bạn của tao ông già làm giám đốc. Đem hết tiền nuôi đẩy để cho má nó phải khóc. Bạn của tao sáng lên báo. Thấy nó vừa mới chết vì ma túy liều cao. Okay. Anh em thấy sao ạ? Ok. Vậy thôi. Thêm nữa là bạn giám khảo rap việt người ta kiện cho. Ok. Mấy thằng bạn của tao xem nữa ạ? Xin mời bài số 2 đi ạ. Bài số 2 ca thần hơi mạnh một chút anh em cân nhắc. Ok. Không sao đâu. Người ta sao? Vậy rồi, Apen mới ra tù hả Apen? Hát cãi á. Trong bài hát nói vậy đó. Cứu sư cứu. Alo. Sắp khôi kìa. Ở đây có người mới bị đập quá trời luôn rồi mấy anh ơi. Chỉ cần gặp mặt là tao sẽ giết mày kèo nó chớm đi chơi tao. Tụi tao sẽ đập. Chỉ cần gặp mặt là tao sẽ giết mày kèo nó chớm đi chơi tao. Tụi tao sẽ đập. Giết hết. 1, 2, 3, mở mắt ra tao đập chiếc mẹ mày là con.
dốc. Nhạc gì nói trước mặt chứ nói trên mạng có gì ngon. Chọc cho ghê này ta làm chủ, sân này là anh coi. Đặt mày đến khi tao hỏi cứ cả gia đình mày ra coi. Chó mày lại đặt mày luôn, bắt ghế ngồi nhìn máu mày tuôn. Chép mày chạy bao mày luôn, tao dừng lại là tay mày buông. Số má tao kéo mày xuống, ba con vuông là thứ mày muốn. Dù mời bữa lên cùng uống, giờ rủ phẹt tao rót mày uống. Lời dài có nhiều tình huống, mày ý lại anh em mày đâu. Gió hồ của mày cả đống, nhưng nhìn lại chân giá thì không. Tao hứa là đặt mày ói, để mày ói xong bắt mày ăn. Ăn xong đánh tiếp cho ói. Anh em ơi gọi 911 đi. Đặt qua, chạy qua, chạy qua. Máu cho mày găng, giết bố láo thì mày cứ nói. Bố lít cuốn tao cho mày xanh. Quỳ xuống xin tao tha, thôi tao đánh cho mày chưa. Gọi bố láo tao đã cảnh cáo, thôi tao đánh cho mày chưa. Chỉ cần gặp mặt là tao sẽ giết mày, kêu nó chớp đi cho tao. Tao sẽ đập, 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 đập. Chỉ cần gặp mặt là tao sẽ giết mày, kêu nó chụp đi cho tao. Tao sẽ đập, 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 đập. Đã. Ôi, lại nghe. Cháy mà. Thầy rapper một vô rồi. Ok, tiếp bài số 3 đi à. Trời ơi, 911 chưa đến đã hết rồi anh. Đập hòn đúc dây điện rồi. Anh thích như vậy quá. Hòn này hòn đúc dây điện rồi. Một bài đúc dây điện rồi. Tính giờ lăng lứng luôn á. Đang đứng chú bảy ơi, đang đứng. Ờ đang đứng á. Mình phải thêm. Đang đứng chú bảy ơi. Bài này là bài quen yeah yeah. Và đây là một bài rất là quen thuộc với mọi người. Chúc mọi người trong thành phố Missy City sẽ càng ngày càng đi lên. Yeah. Anh lớn nó với tao, tụi đưa mày lên. Mấy xin hạng nó với tao, đến đưa mày lên. Mấy thằng bạn nó với tao, tụi tao đưa mày lên. Mấy thằng ghét cuối cùng cũng phải đưa tao lên. Anh lớn nó với tao, tụi tao đưa mày lên. Mấy xin hạng nó với tao, đến đưa mày lên. Mấy thằng bạn nó với tao, tụi tao đưa mày lên. Mấy thằng ghét cuối cùng cũng phải đưa tao lên. Để tao đưa mày lên nhé, mày không được quên. Mình tự underground, phải tự hào bay thẳng như mũi tên. Có anh em kia bơ đưa ước mơ này lên. Xin nhờ cùng thổi nên mỗi ngày còn tồn tại. Nên biết ơn mày trên, tao không cần phải phục tùng. Vì những lời tao nói là thiệt, mày sẽ là vang. Giờ tao phát hiện, đã từng ghét miệng. Đến Sài Gòn để phát triển, không nguyện tình tác chiến. Các buổi tiệc được phát điên. Tao không cần mày đeo tên trong show. Tao không cần mày ở nghĩa ra công bố. Tao chỉ cần mày sống phẳng những con số. Để tao đẹp như tranh, biết tao dày gọi tao đồng hồ. Dù lên cao không quên lúc sống khổ. Từ điếu slim đến bây giờ một đống đồ. Phải hết show mua thêm ô tô. Phải đi lên thật nhanh làm chung cho đồng hồ. Mày phải thông thái như những người không sai. Không phải ngần ngại trước bước đường trong gai. Đừng phải tỉnh táo không đặt lòng tin ai. Trở lại Sài Gòn dự án cùng mình like. Không phải thông thái như những người không sai. Không phải ngần ngại trước bước đường trong gai. Luôn phải tỉnh táo không đặt lòng tin ai. Trở lại Sài Gòn dự án cùng mình like. Anh nói với tao tụi tao đưa mày lên. Mấy sĩ hảo nói với tao đến đưa mày lên. Mấy thằng bạn nói với tao tụi tao đưa mày lên. Mấy thằng ghét cuối cùng cũng phải đưa tao lên. Anh lớn nói với tao để tao đưa mày lên. Mấy sĩ hảo nói với tao đến đưa mày lên. Mấy thằng bạn nói với tao tụi tao đưa mày lên. Mấy thằng ghét cuối cùng cũng phải đưa tao lên. Tao vậy. Cách vậy thôi. Vậy thôi. Vậy thôi. Đang lên mà, đang lên mà tự nhiên à. Vậy thôi. Không đưa xuống, không hiểu. Rồi cho bài cuối đi à. Em xuống. Hát vậy đâu tốn tiền biết anh đi. Đúng rồi em. Đáng lẽ là lần sau anh sẽ ghép lại thành một bài mà. Đúng. À, tiếp đi, nghe tiếp mọi người ơi. Ông đưa mình lên liền về. Xuống rồi. Đúng rồi. Hạ đâu anh? Hạ đâu? Yeah. Ây da. Bài đau á. Gửi tặng đến tất cả cư dân trong thành phố à. Sao vậy chú mày? Chúc mọi người có một đêm thưởng thức âm nhạc thực sự bùng nổ. Tao cầm vai đứng trên sàn đấu. Từ khi mày đi Bobby ba FS Rap chi nhánh Mỹ, chỗ tao thường đi vô đi ra. Làm nhục mày như là Skyler. Xong rồi tìm vì mô sinh tha. Vướng vô tao đời mày sẽ khổ. Như là mày vướng mô si ra. Muốn nhai được tao, hơi cay. Như là lúc mình nuốt wasabi. Muốn nhai được tao, hơi cay. Như là lúc mình nuốt wasabi. Muốn nhai được tao, hơi cay. Như là lúc mình nuốt wasabi. Muốn nhai được tao, hơi cay. Như là lúc mình nuốt wasabi. Nếu biết nói gì, nếu biết nói gì. Khi vô tình tao nghe thấy nhạc mày. Hip hop cho tao đang nuôi lớn. Mày là thằng nào bước vào đây làm dơ giấy. Bao nhiêu ngày qua nhạc tao mắc cỡ đó. Nhìn Bandcamp thì mày mắc cỡ đó. Trước mặt tao mày anh em. Chứ biết sâu lưng của tao mày dở trò. Ghét tao thì ghét cho đàn ông. Nếu mày đàn bà thì tao tặng cho vàng bông. Mày chết ở Sài Gòn này càng rộng. Ở nơi bất công thì anh em tao càng ngông. Nuốt tao trong khi tao đang nóng. Xong đến mũi mày cháy cả cuốn họng. Kêu đồng bọn mày gọi ngay cấp cứu. Không tao đón thu mày tao bên trong. Chưa bao giờ tao để mày trong mắt. Nhưng mày ghét tao đi.
để tin tao vào nhạc mày mong gắt. Mày thường ghét tao đi, lần này không thu tiền quảng cáo. Nên mày thường ghét tao đi, thì lần sau trả lại đạn pháo. Tao cầm mai đứng trên sàn đấu, từ khi mày đi Bobby ba FS Rap chi nhánh Mỹ, chỗ tao thường đi vô đi ra. Là được mày đứa bạn đang ngồi xem cuốn, tự nhiên bây giờ lại bảo vợ tôi lên giang cơm mà thương vợ tôi quá, vợ tôi thích lắm. Mày vướng vô si ra, muốn nhai được tao hơi cay. Như là lúc mình nuốt con xa bi, muốn nhai được tao hơi cay. Như là lúc mình nuốt con xa bi, muốn nhai được tao hơi cay. Như là lúc mình nuốt con xa bi, muốn nhai được tao hơi cay. Như là lúc mình nuốt con xa bi. Ok, bảo lấy giọng vợ tôi khổ lắm anh. Chưa bao giờ tôi để mày trong mắt. Mày cứ ghét tao đi, để tin tao nhẹ người mong đắt. Mày cứ ghét tao đi, lần này không thu tiền quảng cáo. Mày cứ ghét tao đi, thì lần sau trả lại đạn pháo. Yeah, tay chân đâu nào, tay chân đâu nào. Mục đích đến đây để gặp em trai thất lạc của mình là xong rồi. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức sinh nhật của mình. Vâng. Cảm ơn anh. Vâng. Cảm ơn mọi người đã đến đây hôm nay ạ. Mọi người có một buổi tối thật là thư giãn nhá. Mọi người chúc mừng chụp em nè, mọi người chúc mừng chụp em nè. Về nhà với anh luôn. Mọi người có thể đi ra đây chụp hình lưu niệm. Nhớ lấy số điện thoại của em trai nha, không quên. Tiếp đi anh ơi. Ok mọi người ơi, bây giờ xin mọi người nén lại một chút, bởi vì bây giờ sẽ đến một tiết mục cháy nhất đêm nay, đó là tiết mục của DJ Tilo. Đây ơi. Yêu mình dài không biết tên của em hay sao. Bảy ơi. Lên bếp ơi, lên bếp ơi. Ôi. Chú Bảy ơi, chú Bảy cho bớ rượu chú Bảy ơi. Các bạn thông lấy rượu mấy đó ơi, lấy rượu mấy đó. Em thương rượu lên em ơi. Mr. Tilo. Tiếng là tiền phòng anh phải trả, nhưng mà đang phê nên là quên ví ở nhà. Anh là nhân...
nhắc mày alo cho em hải ra và nói trên đầu mày tao xuống lịch làm yeah. Ở trên một tí mà đã bay tờ bia hơi ở vô vọng cho nghe về làm tao phải chơi đâu yeah, yeah. Trên đầu mày tao xuống lịch làm yeah. Ở trên một tí mà đã bay tờ bia hơi ở vô vọng cho nghe về làm tao phải chơi đâu trên đầu mày tao xuống lịch làm yeah. Ở trên một tí mà đã bay tờ bia hơi ở vô vọng cho nghe về làm tao phải chơi đâu yeah, yeah. Trên đầu mày tao xuống lịch làm yeah. Ở trên một tí mà đã bay tờ bia hơi ở vô vọng cho nghe về làm
vàng em cần ra mấy cây vàng. Đây là nguyên một băng băng, còn em biết là chan chan. I know what you want one. Anh là ai? Tình yêu đừng bắt anh phải làm câu thì cậu uống nhầm chai nước lọc hay sao mà nhanh thế nhở? Tình yêu làm gì thì hỏi chi đăng ký, nếu chúng ta sợ vợ thì về nhà em xí khí. Yêu thụt thái là còn được em chiếu, điều được quyền với Ricky OTD. Body so thon càng lên hết dây đàn, đưa money flow anh em cần ra mấy cây vàng. Đây là nguyên một băng băng, còn em biết là chẳng chẳng. I know what you want one, baby I'm a gun. Nên là ai bảnh, sang xịn mịn, ai đâu muốn được thả tim. Nên là ai bảnh, sang xịn mịn, bước vào khoảng cả team. Nên là ai bảnh, sang xịn mịn, cứ đứng đâu như lại mịn. Nên là ai bảnh, mịn cho em, còn lại xịn cho anh nhá. Tell you.
em tôi với thằng em tôi hết nước. Trời ơi, lên lên à.
đêm muộn thì mới về không? Sáng không mới về không? Cuốn thế này về thế nào được? Đây đi ba hiện nhảy luôn các bạn. Ôi, chết đi bao giờ nhưng mà tôi nghe mọi bạn tôi kể đấy. Đấy, đi ba động yên nhà này, lên xuống nó sẽ nhảy nhá. Nghe nhạc như này này. Trông cũng vui. Chết nó. Ôi, Đây. Nãy á là mình có nhờ ba bạn random để đọc để roll ra ba cái số may mắn, thì bây giờ từ ba số đó anh có thể ghép lại một số mà anh thích được không ạ? À, lúc nãy là có ba số nào ấy nhở? Dạ, lúc nãy là có số 4, số 6 với số 3. Anh có thể ghép lại một số mà anh thích, số 2 chữ số cũng được, ba chữ số cũng được ạ. 4, 6 và 3. Em đưa xúc xắc anh ơi. Đâu cho mượn đi xúc xắc đi. Cho đi nhỏ cái. Đây nha, xúc xắc này. Giải thưởng lên đến 50.000. Đúng là. Thôi còn 50.000. Từ anh Mishimoy, để em nói bây giờ nhá. Đó là bây giờ mình quay cái số bằng số hàng đầu tiên là gì nhỉ? Hàng trăm trước. Hàng trăm. Nói hai số gì sao? Không, bây giờ mình xoay ngược đi cho nó dễ này. Đúng. Bây giờ đơn vị trước nha. Hàng đơn vị à, em quên cái chữ hàng đơn vị. Số 5. Tất cả những bạn nào đang có số 5 giơ tay lên nào. Số 5 ở cuối. Số 5. Anh này những người có số 0 thì sao được. Sếp ơi. Tôi. Các bạn đừng về, bởi vì nếu như mà không có cái số đấy có 3 người đúng không? Có.
bốn người có lập số. Anh lắc tiếng Funder đi mà. Nào, số tiếp theo này, số thứ hai nào. Có tất cả có 7. Lại số 5. 55. Rồi sao rồi? 55 không có 55. Có 2 quay tiếp quay tiếp anh ơi. Quay tiếp anh ơi. Quay tiếp tới 5 nữa nha. Đây là nuôi tới chết đây. 52 này. 255 kìa. 255 à. Có người đó. 255 mọi người chờ tí xem có người đó. 255 kìa. Sao cùng. Mẹ mẹ mình 254 à. 250. Là 254 anh. Có là ai ạ? Có là ai? Có là ai? Ở đây coi tên cỏ không ạ? Má, cỏ nó giàu rồi, nó lại được 5 rồi đó. Em đọc đến số 5 nha mọi người. Số 6 này. Hết rồi anh ơi. Ủa không được không? Bây giờ nhẹ đi, bây giờ nhẹ cho dễ đi. Tại vì có rồi à? Có rồi, có chưa? Có chưa? Đâu anh cỏ đâu? Anh cỏ ở đây không? Đây. Ôi giời ơi. Em lên trái ơi. Bên trái anh kìa, bên trái anh kìa. Đây à, cơ bình đây à? Đâu đâu dưới anh, ở dưới dưới. Hào xuống đi, hào xuống đi. Hào là chuối lên đây. Đâu, bạn nào lên. À đây, bạn có chuối đây. Đây. Bạn là số báo danh bao nhiêu nhỉ? 255 anh trai ơi. 255 à? Đúng rồi anh ơi. Ui, đúng là 255 rồi đấy. Xin giới thiệu các bạn đây, người nào may mắn nhất buổi tối ngày hôm nay. Bạn có thể giới thiệu một tí về bản thân mình được không? Ok, nào các bạn nào. Bạn có thể giới thiệu một tí về bản thân mình không? À, em tên là Cỏ, em đến từ gara độ xe. À, Cỏ gara độ xe à? Cỏ có thể phát biểu một tí cảm xúc của mình về đêm diễn ngày hôm nay của các nghệ sĩ chúng ta như nào nhỉ? Em thấy em nó cháy quá nhưng mà hiện tại là em hơi đang buồn ngủ này. À, trời ơi. Trước khi ban tổ chức gọi anh lên đây, anh không biết phần thưởng của Cỏ là gì thế. Bạn tóc xù, bạn có thể cho biết phần thưởng của Cỏ hôm nay là gì không nhỉ? Vâng à, phần thưởng của anh Cỏ ngày hôm nay là một voucher trị giá 50.000. Wow. Cả voucher là tiền mặt, voucher tiền mặt. Chia đi. Rồi, chúng ta cùng nhau vỗ tay chúc mừng Cỏ một lần nữa nào. Xin chúc mừng Cỏ. Okay, bạn cỏ ơi, tôi xin giới thiệu với bạn. Đường nào cũng về đấu xe thôi. Phí Missy City. Thì bạn có muốn ủng hộ cho những người nghèo trong thành phố City. Đúng rồi. Quý tư thiệt. Đi ngủ đi cỏ ơi, đi ngủ đi. Từ, để anh lên phát biểu, cho anh lên phát biểu nó hết sâu rồi đúng không? Đây. Hết rồi anh ơi. Rồi. Thôi, xe tao chở về cỏ ơi. Ok, về nhanh đi. Đã nhận tiền không? Các bạn thân mến. Đây, xong tôi. Nay các bạn thấy cái show của em nay như nào ạ? Cháy rồi. Để mà có một cái show này trong buổi tối ngày hôm nay các bạn, thì các nghệ sĩ của chúng ta cũng như là đội ngũ admin, ban tổ chức các thứ đã phải làm việc khoảng hơn một tuần vừa qua. Và đây là một trong những cái chương trình mà lần đầu tiên các bạn làm thôi, nhưng mà mọi thứ nó diễn ra đều rất là tuyệt vời, rất là trơn tru. Đầu tiên thì xin thay mặt Missy City gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã góp công góp sức vào để có một cái buổi biểu diễn bùng nổ như tối ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tiếp theo nữa là theo cá nhân mình nghĩ thì như thế này, chắc là các bạn cũng ngại, các bạn không nói, nhưng mà các bạn nghệ sĩ thì các bạn cũng rất là khó khăn trong cái việc mà vừa phải luyện tập xong rồi lại vừa đi kiếm tiền các thứ. Nên là những cái show này để tổ chức thường xuyên thì ngoài việc bán vé với kinh phí nó rất là thấp ra thì chúng ta cũng nên để một bạn đứng ra để anh em mà hôm nay có ai ủng hộ thì ủng hộ trực tiếp luôn để chúng ta lại có những cái show tiếp theo. Các bạn nghĩ sao ạ? Đúng rồi. Em nói thôi. Cho xin mời bạn Pomu. Pomu đâu nhỉ? Bơ mù đây. Đầu tiên thì lên bộc đêm rồi. Trước tiên thì em xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ bọn em và cảm ơn mọi người đã đến xem chương trình của bọn em làm ra. Sau đấy là em xin cố gắng để có thể thực hiện được nhiều những cái live show như này hơn cho mọi người xem ạ. Em xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều. Tí nữa thì em xuống thì các bạn nào mà donate cho show thì các bạn sẽ đứng ấy để donate cho em nhá. À, cho anh mời hết tất cả những nghệ sĩ ngày hôm nay lên sân khấu để mình chụp cái ảnh được không nhỉ? Để biết đâu đấy sau này khi mà anh em mình xem lại rồi đã từng đứng với nhau trên một cái sân khấu ảo như này và có một cái đêm nó bùng nổ còn hơn cả bên ngoài. Nào, lên đây đứng nào. Tất cả nghệ sĩ của chúng ta buổi tối ngày hôm nay. Em mong là em sẽ có thể làm được cái này nhiều hơn nữa cho mọi người thưởng thức ạ. Làm này nhiều vào để mọi người còn có tiền nữa anh, nhưng những người lười thì tiền.
mỗi ngày lần luôn đi. Dạ không được đâu chú Bảy. Mọi người ơi, mọi người quay lại chụp ảnh cùng dạ, với đó. Đúng rồi, mọi người quay. Đấy mọi người quay mặt lại đây, quay mặt lại. Nhưng mà mẹ cái đèn trắng chói quá. Đèn trắng chói. Quay bên kia anh, không, anh quay mọi người quay ngược mặt lại sân khấu. Mọi người quay ngược mặt lại, quay xuôi theo chiều các nghệ sĩ đi. Cho mọi người quay lưng về với sân khấu. Đó tay gì nhỉ mọi người ơi? Không phải anh Bảo ơi, quay lại anh Bảo. Quay lưng. Quay nhìn nhìn hướng nào. Giơ tay lên mọi người ơi. Đi ra trong này. Mọi người đừng giơ tay nha. Sao không đứng bên cái chỗ chụp hình kìa. Anh em chỉ cần đẹp thôi, không cần mặt đâu anh ơi. Chỗ kia anh sợ là bé quá. Bé quá. Cũng được rồi. Nào mọi người 1 2 3 nói chi nhá. 1 2 3. Chi. Nào 1 2 3 dê một cái xong về nào. 1 2 3. Yeah. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn anh em chị em nghệ sĩ, cảm ơn admin, cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia buổi show ngày hôm nay. Còn bây giờ ai muốn ủng hộ thì có thể ủng hộ Vương Vũ sẽ đứng ra đại diện cho anh em nghệ sĩ để nhận tiền donate tối ngày hôm nay nữa. Anh chuyển khoản sang 200 của bên Gallery Fund nhé. Mẹ ơi, đã nhận tiền đâu? Dạ em cảm ơn ạ. Ừ. 200 củ của anh. Ừ, 200 củ. Cười mẹ sướng. Cháy quá, cháy quá. Cười càng. Ôi công trời. Chúng ta là build công ty được rồi. Bác sĩ ơi. Bác sĩ ơi. Sau lần sau bán vé đắt như tôm tươi nhờ. Anh nhận được rồi này. Đúng rồi. Anh em cứ đợi bán nhá. Anh nhận được rồi. Mèo mèo à? Có lý. Chào các em ơi, chào cả nhà nhá, chúc cả nhà ngủ ngon. 50k. Chúc mọi người ngủ ngon. Chết mẹ, bạn gái ta đâu rồi? Đây này, đằng sau này. Anh đưa em về xong em đi giang cơm nhá. Cái mà. Ok không? Giọng anh khác ngay mà. Ok không? Tiền tiêu vặt tùng ơi. Xe ở hai chỗ. Quả sâu cháy thực sự ạ. Về đóng nhau đi ship Phương, ship ơi. Đấu má lại về đấm nhau luôn. Tôi sẽ hài hỏng thôi. Vừa nghe nhạc xong đi đấm nhau ạ. Căng lão. Đồ chưa rã hết chưa? Thay từ mây mờ. Em lại đi, anh. Em lại. Đây, lên đi. Lại được không? Trời ơi, tin em. Bé. Chân lên nào. Cầm mê bạn ơi. Về gara đi fan em. Cầm mê. Ok không nhớ đường à? Đường này em chưa biết. Cho em mới lên lần đầu. Úi dồi ôi. Vừa đâm vào xe mình ạ. Nghĩ mà anh. Anh xin em. Anh cài hộ em cái. Cảm ơn đoàn nữa hả? Úi dồi ôi. Trai ơi. Ơi. Anh cài của em cái gì? Úi dồi ôi. Anh xin nữa? Em để anh lái được không? Sao chị đang đi chị lại dừng lại vậy? Ôi đang chị... đi toàn dừng lại. Này chị dừng lại ở khá là xa đấy. Trời ơi em có thể tắt vào đường mà Miu. Anh cài của em cái seat belt được không? Đấy đây. Rồi được chưa? Đi nhìn trước nhìn sau tí. Mà em chưa tan, mắt em còn hơi mờ. Quẻ em ơi, mình đang đi ngược làn đấy. Thế ạ? Ừ, mình có thể đi đúng làn được không? Được chưa, đúng chưa anh? Đúng. Mắc tóc nhá. Để anh nghĩ ra, uầy, em có đi được đấy. Ủa, đi vừa. Như một con giò nhở. Ok anh sao? Đấy rồi. em kiểu cứ phóng nhanh phanh gấp vậy. Úi giời ơi. Sao đây anh? Em không thấy bị đâm mà. Không. Xe bốc mẹ khói rồi. Trời ơi Miu ơi động cơ 50%. Ủa? Động cơ 50%? Em đâm mấy phát liền. Kìa làm gì có. Ê chả nhìn thấy gì.
Xe xì cả khói ạ. À. Trời ơi, đây là lần cuối em ngồi xe anh luôn á. Có ăn cơm không? Đói chưa? Anh no rồi. Ê, ra ngộ với, sắp chết rồi. Thế lần thứ mấy em ngồi xe anh vậy? Một lúc nữa gọi không thấy anh trả lời là anh chết đói đấy nhá. Mọi người trông chị nhá, để chị đi ăn cơm nhá. Không trông chị đâu. Người trông chị để chị... Vâng ạ. Thế không trông chị làm ra chị đi ăn cơm. À, đi xe bỏ sâu về sửa xe mất 4.000 ạ. À. Đây ạ. Không bằng đi lau nhà luôn. Okay. Ông thầy buồn cười vãi luôn. Hết rồi, hết rồi. Tại thầy đội mũ nhiều đấy. Tóc như bồi hùng. Không phải, tóc tao nhìn khác mà, mày nhìn thế giới khác ấy. Nhận rồi ạ. Đâu mày, à, mày bỏ mũ tao xem tóc mày nào. Tóc nó buồn cười lắm bạn ạ. Tóc trông biển chảy. Không hiểu sao lại ra tóc mày ạ, em nhìn tóc mà. Đầu mày bôi nhựa đường à? Ai đéo chịu được. Đúng là cái thằng tùng béo. Wow, cái giày của tao lúc ấy đi là giày màu trắng ấy, xong bọn nó dẫm chân tao, giờ giày tao đen xì mày luôn đấy, sợ. Ừ, lại chúng nó nhảy chúng nó dẫm chân kinh vậy đấy. Má, em đi quẩy xong tóc em ngắn lại luôn rồi này anh. Má liều thật.